Nhật Bình hoặc chút nữa có Nguyên Trang vào thì sẽ đọc câu hỏi quý vị ạ. Nam mô Bích Hà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi ba răng a gia cha tha sa an ti tha sat tập ba da chap kha cha thi ca đề xê tu tham măng anu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê ri vi na yan cha ca yang sua tan cha bằng thăng a thi tham a cham măng a cơ ta dặn tơ ta tư sát cha đăng đăng bập bở thà này dê bà đi xa dạ mạch chê Phạm Thiên vẫn ngầm ngồi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi việc lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập mà đám mưa lành rưới khắp thế gian bề nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Hà giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tâm từ bi hoan hỷ đăng đàn, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Thà Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư cận sư nam sư nữ đồng đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Thà Giá. Âm thanh ngài rất rõ và đạo tràng con thấy cũng có những vị cho âm thanh nghe rõ. Nha, cha thú lanh thai. Và bây giờ thì Nhật Bình kính mời quý vị, nha, kính mời quý vị có thể đưa bàn tay hỏi trực tiếp với ngài hoặc là có những câu chết chát để Nhật Bình xin phép được đọc ạ. Và kính mời đạo tràng ạ. Nam mô Bích Thai giá. Và kính mời quý vị, tuần lễ có một ngày thôi quý vị ơi. Tranh thủ đi để có những câu hỏi để ngài trả lời để Nhật Quỳnh được học ạ. Dạ, đạo tràng im ắng quá, không có câu hỏi nào hết. Dạ, nếu quý vị không hỏi Nhật Quỳnh xin được hỏi trước, và nếu có bàn tay hoặc có những câu hỏi của quý vị thì Nhật Quỳnh xin nhường. Dạ, để câu hỏi Nhật Quỳnh để dành làm của ạ. Dạ bạch ngài, ngài cho con hỏi cái câu này con nghe mà con cứ thắc mắc trong lòng, con chưa có giải tỏa được. Dạ, sanh tâm nào thì tử tâm đó, nhưng tử tâm nào thì không sanh tâm đó. Dạ ngài giải nghĩa giùm cho con cái câu này để rộng rãi hơn để cho con hiểu được, cả con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha Xá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra nói cho nó đúng thì sanh loại tâm nào thì tử với loại tâm đó, chứ không phải là sanh với cái nào tử với tâm đó. Nên nhớ chuyện đó, sanh tâm nào thì tử với cái loại tâm đó chứ không phải tử với tâm đó. Sanh tâm nào là như thế nào? Có 19 cái tâm thế tục.
Thì bây giờ mình sanh, ví dụ như mình ở trong trong này đa số là có thể có người tâm nhân chúng tôi không biết, nhưng mà sống út là người nghệ nhân. Nghệ nhân thì chúng tôi ta sinh vào một trong bốn cái tâm đại thiện ly trí, tâm quả đó, tâm đại quả ly trí. Thì mình sanh với tâm thứ tám đi, tâm thứ tám, tâm quả, tâm đại quả thứ tám. Thì khi mình chết đó, không phải mình chết với cái tâm đại quả thứ tám, bởi vì cái tâm đó nó sanh rồi nó diệt chứ nó không chờ nào mà. Thành ra mình sanh với cái loại tâm quả đó thì mình tới mình chết cũng với cùng cái loại tâm quả như vậy. Nhưng mà khi mình sanh lại nó chưa chắc. Tại sao chưa chắc? Tại khi mình chết với cái loại tâm là đại thiện ly trí đó, nhưng mà khi mình sanh lại, nếu mà là người tam nhân, thế sanh lại là người tam nhân thì cái tâm đại quả hợp trí, một trong bốn cái tâm đại quả hợp trí. Hoặc là mình sanh lại làm người lạc vô nhân thì mình sanh là cái tâm vô nhân ở trên, nó tâm quả vô nhân ở trên. Chứ không có lý do, chứ không có chắc là mình sanh lại với cái loại tâm đó. Cùng sanh lại với loại tâm quả nhưng mà không phải cái tâm đó. Bởi vì không có cái tâm nào của chúng ta mà nó sanh đi sanh lại qua một hai lần hết đó. Ví dụ mình nói sẽ sanh với tâm nào thì tử với tâm đó, thì giống như là mình sanh với tâm đó tới chừng mình tử với cái tâm đó đâu có được. Không có tâm cái nào nó sanh là nó diệt là nó không có sanh trở lại. Sanh diệt hoài vậy đó. Là mình sanh với cái loại tâm quả thì tất cả cái loại tâm làm việc tiếp tục là tâm quả. Nhưng mà chết cùng loại tâm quả nhưng mà không phải là tâm đó. Mình nhớ chuyện đó. Chết cũng là tâm quả nhưng không phải là tâm đó. Bởi vì cái tâm làm nhiệm dục tử nó cũng là tâm quả. Đó. Thành nó chết cùng loại tâm chứ không phải là cùng tâm. Nó mô bích thai á. Dạ, sa thưa con kính tri ân Ngài. Nhưng mà thật sự con chưa có hiểu rõ lắm bạch Ngài. Ngài có thể giảng thêm cho con nghe một chút xíu nữa. Ví dụ đi, ví dụ như sanh ra mình hiểu Đức Phật dạy nhân quả thì ví dụ như mình đã được sanh ra làm người, tức là mình đã sanh ra bằng có cái quả thiện, nhưng mà khi trong khi mình sanh ra làm người thì mình tạo ra bao nhiêu điều thiện và điều ác, ít nhiều gì đó, mình thiện mình ác nhiều gì đó chưa biết, thì khi mình chết đó, thì mình phải lãnh cái quả. Nếu cái thiện mạnh thì mình lãnh được cái quả thiện, hoặc cái ác mạnh thì mình phải lãnh cái quả ác, tức là phải đi vào bốn đường ác đạo. Và thì con cũng chưa có hiểu được là ví dụ mình sanh ra làm người rồi mình chết đi bằng cái loại tâm đó. Con cũng thỉnh Ngài, Ngài giảng thêm cho con nghe được một chút nữa. Con kính dâng bích đến Ngài. Nam mô Bích Thai. Nam mô Bích Thai. Dạ kính bạch chư tôn. Dạ kính thưa chư quý vị. Bởi vì cái tâm mà loại làm cái nhiệm vụ thái tục á, nghĩa là nhiệm vụ tục sinh, nhiệm vụ hữu phần với nhiệm vụ tử, nó cùng một loại tâm. Thành ra mình nói sanh với loại tâm nào thì chết với loại tâm đó là như vậy. Tức là cái loại tâm nó làm nhiệm vụ thái tục là tâm quả, nhưng mà cái tâm làm nhiệm vụ tử nó cũng là loại tâm quả. Nhưng mà tâm quả nó khác nhau chỗ nào? Ví dụ mình sanh làm người nghệ nhân thì nó là cái tâm quả ly trí. Nhưng nếu mình sanh lại làm người tâm nhân thì nó là cái tâm quả hợp trí. Nó cũng là tâm quả. Nó thành ra khi mình sanh với loại tâm nào thì tử với cùng loại tâm đó, chứ không phải là tử với tâm đó. Ví dụ như cái tâm quả nó có 8 cái tâm đại quả để sanh làm người đó. Sanh làm người thì nó có 9 lần. Nhưng mà mình tính là loại người có nhân đó, thì nó có 4 tâm đại quả hợp trí và 4 tâm đại quả ly trí. Thì có thể bây giờ là mình ví dụ người tâm nhân đi, thì mình khi sanh ra mình sinh với loại tâm đại quả hợp trí, một trong 4 cái loại tâm đó, chứ không phải cả 4, một trong loại 4 cái đó thôi. Nhưng mà khi mình tử thì mình tử cùng cái loại tâm đó là loại tâm quả. Nó có thể loại tâm quả hợp trí đàng hoàng, nhưng mà nó không phải cái tâm đó. Nó nhớ là không phải tâm đó, bởi vì cái tâm đó nó sanh rồi nó diệt. Chứ không phải là nó sanh rồi cái nó chờ tới tử rồi nó làm việc tử luôn, không phải.
tâm nó sanh diệt đâu có tâm nào về sanh đi rồi về sanh trở lại đâu, không sanh trở lại. Nhưng mà khi mình tự chết rồi mình làm sanh làm người, mình làm ác nhiều quá sanh làm người như nhân đi, thì nó cũng là tâm quả, nhưng quả ly trí, quả ly trí. Nhưng mà mình tiếp tục làm ác thì tới chừng mình sanh làm người khổ đi, tức là nó là tâm quả, nhưng mà tâm quả là giờ vô nhân, tức là trên hai cái tâm quả vô nhân ở trên đó, một tâm sanh bốn đường ác đạo, cái tâm dưới đó là quả của hiệp thế đó, thì nó sanh làm người lạc vô nhân ở ở trong hai cõi, tức là cõi người với cõi tứ đại thiên dương đó. Thành ra nó cùng loại tâm chứ không phải là cùng tâm, nó nhớ đó. Sanh với tâm nào thì chết cùng loại tâm đó, mà chết với tâm đó, nó nhớ chuyện đó, chết cùng với loại tâm đó chứ không phải tức là loại tâm quả đó, chứ không phải là chết cùng với cái tâm mình lúc mình tái tục. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thủ con thành kính lãnh lễ tri ân ngài, con hiểu được rồi. Dạ, con tri ân ngài đã tận tình chỉ dạy cho con. Dạ, con thấy con má nành đã. Dạ, con xin được phó tra để thời nay ở Việt Nam mình muốn tu thiền thì mình biết sư nào để kiếm để họ hướng dẫn tu thiền cho đúng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, như Quỳnh thấy cô ấy mình chắc câu hỏi là câu trả lời vậy cô. Dạ, cho em phép như Quỳnh dân mít cho ngài rồi coi lại sau nha. Dạ, con kính dân mít cho ngài ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy gia, kính bạch thầy tôn hiền giả, kính thưa chị quý vị. Quý vị tìm mấy sư ở Việt Nam, quý vị hỏi cho tôi, chúng tôi là không có sinh hoạt với mấy sư Việt Nam, thành ra không biết vì nào như thế nào thì chúng tôi thật sự là không biết. Chúng tôi từ bắt đầu tu cho tới lúc này là thường thường là chúng tôi sinh hoạt với mấy sư Thái, với mấy sư Miến Điện, chúng tôi không có được sinh hoạt với mấy sư Việt Nam. Thành ra câu này thì không dám trả lời đâu, đi tìm những cái gì nào trong Việt Nam hỏi cho chắc ăn. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thủ chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Dạ, ngài Thâm Má Nanh Đá đã nghe câu hỏi của ngài và có dự ý hay không thì cho một tín hiệu. Dạ, kính mời cô em mình. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Thầm giá, Nam Mô Phật Khà giá. Dạ, con kính lãnh lễ quý chư tôn đức tăng, con kính lễ ngài Liễu Tông, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ, bạch ngài. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết rõ âm thanh. Con muốn hỏi là trong tứ phược, em dùng chung là tứ phược đi, có dục hữu kiến và vô minh. Nếu là tứ bộc lưu thì sẽ là dục bộc lưu, kiến bộc lưu, hữu bộc lưu và vô minh bộc lưu. Còn nếu mà là ô nhiễm thì sẽ là dục ô nhiễm, kiến ô nhiễm, hữu ô nhiễm và vô minh ô nhiễm, vân vân. Vậy cái thực chất của bốn pháp này là pháp lậu hoặc hay sao mà con thấy là trong cái bản chia trong cái môn học mà vi diệu pháp ấy, thì có phân ra khi thì là dục lậu, khi thì dục cột cứng, khi thì là dục ô nhiễm, khi thì dục cột chặt nắm chắc, vân vân. Con như vậy thì tùy vào cái tính chất của bốn pháp này hay là bốn pháp này là cái tính chất riêng là tùy vào cái nặng nhẹ hay là sao, còn tính chất chung của bốn pháp này là có phải là phiền não không thưa ngài? Dạ, con kính thỉnh ngài từ bi hoan hỷ giảng giải. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ.
Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự là phiền não á, nó có bao nhiêu chuyện không biết, nhưng mà khi chia vào, chia ra làm những cái phần đó thì nó có chín loại tất cả. Chín loại đó thật sự ra biết nó như thế nào thì phải dựa vào thực tính pháp, tức là cái chi pháp của nó, chứ mình phải dựa vào tên. Bởi tên là nó do cái bản năng, cái cá tánh của cái chúng sinh mà nghe. Cái thí dụ gì dễ hiểu đi, ví dụ là tham, nhưng mà gặp ông Miên nói khác, gặp ông Lào mình phải nói khác, mà giờ gặp ông Thái mình nói khác, cho mình nói tham tham hoài, mấy ông đó mà không có hiểu thì phiền não cũng vậy. Gặp cái chúng sanh có cá tánh thì Đức Phật cũng dùng cái chi pháp đó, nhưng mà ngài có cái tên để phù hợp với ông ta nghe, ông ta hiểu. Chứ còn nói cái ấy thì không hiểu. Còn đối với những người nào mà học mà giỏi rồi đó, giỏi về chi pháp, nhận ra nhận thực tính pháp, có thể bắt được nghe là chi pháp, hay là bắt được mà mình nói cái điều kiện mà gọi là sắp tha hóa của nó rồi đó, thì nó giống nhau. Thí dụ bây giờ mình nói là bậc tu đà quần, khi mà cái bậc đó mà thi đắc tu đà quần là việc làm thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, cái đó là mình nói theo cái bản chất sinh hoạt hàng ngày trong nhiều đời nhiều kiếp của cái gì đó. Nhưng mà nếu mà nói theo thực tính pháp thì ông nào nghe cũng hiểu cả, là bậc tu đà quần chỉ diệt được tà kiến và hoài nghi. Thành ra tà kiến hoài nghi, nếu mà nói theo cái kiểu cho ông dài, tức là thân kiến hoài nghi với cấm thủ là vậy đó, mình phải hiểu vậy, nó giống nhau đó, cho nên không có gì ấy. Bởi vì Đức Phật khi mà ngài thuyết vào những cái đó thì góp thành những đề mục là do cái chúng sanh nghe. Cái chúng sanh đó cái trong cái quá khứ đó họ sinh hoạt như thế nào, họ làm gì, chứ không phải là ngài muốn nói sao nói, không phải. Ví dụ như là tại sao ngài gặp năm anh em của cơ tôn giả Kiều Trần Như đó, ngài thuyết về và bát thánh đạo, tứ thánh đế bát thánh đạo, nhưng mà một hai ngày sau đó khi ngài gặp ngài Giác Xạ, ngài lại không thuyết cái đó, mà ngài thuyết là cái gì, tuần tự pháp, núp bục phí ca thả, tuần tự pháp. Ngài thuyết những cái pháp rất là trung bình, là bố thí trì giới, quả của bố thí trì giới, sự nguy hiểm của cái quả đó, rồi sau cùng mới là nát khổng má, thấy không, năm chuyện vậy đó. Thành ra rồi mình nói không lẽ ngài thuyết cái này nó khác cái kia, nó có khác vậy đó, nhưng mà thực tính pháp nó vẫn nằm trong đó như thường. Quý vị coi những cái thực tính pháp mà liên quan tới bài kinh Chuyển Pháp Luân, và những cái thực tính pháp liên quan tới cái những cái điều mà trong núi bồ thí ca thả, nó giống nhau, nhưng mà tại cái bản chất đó nó khác. Ví dụ mình cũng vậy chứ, tại sao mình đi vô tiệm mình thích ăn mì Quảng mà không không phải Quảng Đông Quảng Tây mà Quảng Nam Quảng Ngãi, ví dụ vậy, phải không? Mà tại có người đi chung mình họ lại không thích, mà không thích mì vậy, nhưng mà mì khác, ví dụ vậy. Vấn đề là như vậy thôi, là mình phải học những cái danh hiệu cái gì gì đó, mình phải học theo thực tính pháp, theo cái xà pha hóa của nó, thì mình hiểu bất cứ khi người ta dùng cái danh từ gì cũng được. Nam mô Bổn Thầy, giá đi ăn ngày và nắng chiều, chờ Nhật Quỳnh một chút xíu nha. Nếu con muốn học thiền với sư thì được không? Sư có dạy thiền cho Phật tử không? Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, giá con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam Mô Bổn Thầy, giá kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Hỏi cái đó là lầm địa chỉ rồi, chúng tôi không phải là thiền sư, hỏi cái đó là không có được. Chúng tôi không có biết gì đâu, mà giờ thiền mà học mấy năm rồi mà cũng chỉ ngấm ngáp thôi, biểu đi dạy thiền cái đó là chặt chết. Từng cái nói hỏi kiểu đó là chúng tôi đứng tim vào nào là con mang tội sắc sanh này chứ không chơi. Nam Mô Bổn Thầy, dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, dạ, con thấy Tham Má Nành Đá đã xả thủ. Dạ, con xin hỏi câu hỏi của Nắng Chiều.
Kính sư, xin sư giảng rõ cho con sự khác nhau giữa tâm sở tư và tâm sở tác ý ạ. Dạ, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị. Muốn hỏi như vậy phải biết cái tâm sở tư tiếng Bali là gì, tâm sở tác ý Bali là gì, dịch từ chữ nào, chứ còn hỏi như vậy chúng tôi không biết đường đâu trả lời, không biết đường đâu mà trả lời. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, con thấy nắng chiều đã tri ân ngài rồi. Dạ, rồi, coi như là kính mời đạo tràng có thể cho những câu hỏi gì tốt hơn một chút để cho Nhật Quỳnh được học à. Dạ, mến chào Sinh Hoa Nguyệt. Dạ, hỏi thiền thì chắc chắn là ngài không có dạy thiền rồi. Rồi còn hỏi cái tâm sở tư và tâm sở tác ý thì do nắng chiều có thể tìm chữ Bali kèm vô. Dạ. Kèm vô. Dạ, vị nào hỏi vị đó đưa cái chữ Bali lên nè. Rồi bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, mời quý vị có những câu hỏi chết chát hoặc có những bàn tay à. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Hà thú kính mời Quỳnh nha. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Tham Ma. Dạ. Nam mô Sang Kha. Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Liễu Tông, quý tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con có một câu hỏi. Dạ sư, con nghe nói là giống như những cái người mà lạc vô nhân á, có rất là nhiều loại người, cả mười mấy loại người là xếp vô cái hạng là lạc, người lạc vô nhân. Mà người lạc vô nhân á, thì người ta lại không có thể chứng đắc được. Nhưng mà nếu như mà những cái người mà chẳng hạn như người ta bị khiếm thị nhưng mà cái thính giác của người ta nghe rất là rõ, thì người ta có thể nào người ta nghe những cái bài pháp mà người ta có thể người ta chứng đắc được không thưa sư? Hoặc là những cái người nhị nhân người ta cũng có thể nào mà chứng đắc được trong cái đời đời này để đưa cho một cái người người ta đi tới cái dòng nhập lưu được không sư? Và nhờ sư giảng rõ những cái điều kiện mà để tiến gần tới cái đường nhập lưu của sư. Dạ, con xin tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị. Người khổ, người lạc vô nhân, người dị nhân không có khả năng đắc đạo quả ngay trong kiếp hiện tại này. Hả? Rồi muốn được đắc được đạo quả thì phải là người tam nhân. Còn người dễ nhân, người lạc vô nhân với người khổ. Người khổ thì khỏi nói rồi. Người khổ tức là nói về bốn đường ác đạo đó. Tức là chúng sanh ở cõi địa ngục, chúng sanh là bàn sanh hay là ấy loại kia thì không có khả năng đắc đạo quả. Còn người dễ nhân á, nhiều lắm á là thành thiền thì tới, nghĩa là theo chú giải thì tới nhiều lắm là qua cha rái mà thí thôi, tức là cận định mà thôi, chứ không có khả năng mà đi lên ngay cái thiền minh sát như vậy, không có khả năng mà để đắc đạo được. Muốn đắc đạo quả phải là người tam nhân. Còn những cái người mà mình thấy họ có thể họ có tật, nhưng mà họ hành, họ có thể họ đắc này đắc kia hay thấy này thấy kia đó, thì cái đó là người lạc vô nhân, nhưng mà không phải là người lạc vô nhân hay là người nhị nhân, nhưng mà là người tam nhân. Bởi lạc vô nhân hay nhị nhân hay gì đó là tính từ cái tâm tục sinh đầu tiên mà nó đã có, nó có bị khuyết điểm rồi. Nên, bởi vì cái tâm tục sinh đầu tiên mình có ba cái sách đi theo đó thì nó có thể nó bị khuyết điểm từ từ cái tâm đó, chứ không phải là đợi tới mà mình lớn mình sinh ra rồi mình thấy mù rồi mình nói cái đó là người lạc vô nhân hay người nhị nhân, cái đó là không có chính xác. Mà cái hạng người đó thì chỉ có Đức Phật mới có khả năng mà biết thôi, chứ cái tầm đầu tiên mà nó xuất hiện ở trong cõi này mà biết cái người đó đủ tròn méo mệt chơi sao vậy sao thì cái chuyện nó không thể xảy ra được.
Thành ra mình bây giờ mà có lỡ có bị khuyết điểm thì cũng ráng tu đi, ráng học đi, lỡ nếu mà nó không phải là bị khuyết điểm, bị cái điều đó từ thở từ tâm tục sinh đó, mà trong thở sau thời gian đó, tức là nghĩa là ví dụ như nằm vì lý do mẹ uống thuốc hay là gì gì đó rồi mình bị khuyết bị này nọ, cái đó là không không có kể, cái đó vẫn có thể là người là tam nhân như thường. Mình đâu mình đừng có sợ cái chuyện đó, lo học đi, chừng nào càng học càng thấy dốt, càng học càng thấy ngu thêm thì mới biết mình có thể là bị từ cái lúc mà tục sinh, thì bị khuyết điểm từ lúc tục sinh thì không có khả năng đắc đạo quả được hay thiền được. Nam mô Bích Thầy giá. À, con thấy Vinh Nhất Hà đã tri ân ngài, đạo tràng cũng tri ân trả lời của ngài và cảm ơn Vinh Nhất Hà đã cho câu hỏi. Và cảm ơn Sức Quang Việt. Cha Hà Thụ, kính mời bàn tay Vinh Chánh Tâm. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ sư Chi Đức, và con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, và con xin kính chào đạo tràng. Thưa ngài, trong phép trong mình lúc mình tu tập á, con có cái thắc mắc là tại vì mình muốn tu tập để mình tu đúng, nhưng mà với tỷ như nhiều lúc mình có định, mình có tinh tấn, mình cũng có cái sự tư duy, nhưng mà con chỉ sợ là trong cái đường đi vào bát chánh đạo đó, sao mình biết cái đó là mình đúng là hay là mình bị trong cái bốn cái là tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn và tà định, sao mình biết đó là mình định trong chánh là tà hay là chánh? Ngài có thể giúp con, nhiều lúc con thấy con định nhưng mà con không biết cái đó là có thể là chánh định hay là tà định hay là tà tư duy hay là tà tinh tấn. Nhiều lúc tinh tấn quá cũng nói là tà, cũng gặp là cũng khổ cái đó, mà tà kiến, mà sao mình biết cái đó là mình tà kiến hay chánh kiến? Xin ngài giúp giờ con hiểu về bốn cái chánh, bốn cái chi pháp đó ngài. Con xin cảm ơn ngài ạ. Nam mô Bích Thầy gia kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị, muốn hạ thủ công phu thì nhất phải có pháp học, thứ hai phải có vị thầy. Chúng tôi lặp đi lặp lại nhiều thầy, có lì thầy trong thời bước đầu. Nếu mình không có thầy đó, chúng tôi cũng xin warning quý vị nào mà cứ tưởng mình giỏi là đi hành mà không cần thầy đó, coi chừng. Quý vị cầm được cái bản đồ trong tay, quý vị vẫn đi lạc như thường. Đừng có nghĩ là mình có qua bản đồ tứ thiệt còn mình đi vẫn đi lạc như thường. Thành ra phải có thầy. Học là học cho đúng mức. Quý vị học cho đúng mức á, quý vị đọc câu kinh Pháp Cú, quý vị vẫn có thể thấy được danh sắc chứ không hay không. Nói cho quý vị hiểu cái điều đó. Nhưng mà ở đây quý vị đi học vô, học với ngài trưởng lão ở đây, rất nhiều kinh Pháp Cú quý vị không thấy gì cả, tức là cái pháp học của quý vị hay là phải nói là quá tệ ha. Chúng ta thí dụ câu kinh Pháp Cú thứ nhất thôi, nó ở đây là quý vị thường quý vị học quý vị biết câu kinh Pháp Cú thứ nhất á là Mano Bụt Phật, Mano Khamma, Mano Sa Thám, Mano Maya đó, thì thường thường mình dịch lấy dẫn đầu các pháp Rồi các pháp ở đây đó, cái chữ mà chữ mà Mano đây là gì? Nếu quý vị học đàng hoàng dễ biết, cái đó là thức uẩn đó. Rồi chữ Thamma phía sau là gì? Chữ đó Mano Bụt Phật, Mano Khamma, Thamma đó. Cái Thamma đó chỉ cho chê ta sẽ cho tâm sở, ba uẩn tâm sở, tức là chỉ cho tưởng thọ và hành. Rồi bây giờ hai cái đó mà nó hoạt động đưa tới cái gì? Nè, nó đưa tới cái hành động đó, tức là nói năng hay là hành động đó, theo cái gì? Chữ má nó xả đây đó, mình phải gió lại từ ban đầu là nói chữ ý, từ má nô ý, bây giờ là chữ
má ná xả chê và tu thể ná má ná xả đây chỉ gom lại cái thức quẩn đó chỉ là tâm sân mà thôi. Đó. Thành ra nói trắng ra nguyên câu này, nếu quý vị học mà đạo hoàng, quý vị thấy rõ ràng sự hoạt động của ngũ quẩn. Là khi mình nói đó, tại sao là chữ ma na xả này nói là tâm sân? Bởi vì khi mình nói hay làm, tức là cái nó hoạt động theo cái tâm sân này đó, thì đau khổ bước theo như bánh xe theo chân con bò kéo, thấy rõ ràng. Đó. Chỉ cần học câu này không, mình biết cách mà mình quán xét vẫn có thể thấy danh sắc được như thường. Bởi vì ngũ quẩn là cái foundation của thiền minh sát. Đó, cái tệ đầu tiên của thiền minh sát là tệ thấy danh sắc. Mà mình đọc hoài mình không thấy gì hết, tức là mình học đã học trúng rồi, bây giờ về anh muốn hạ thủ của con hành là hành cái gì? Phải chịu vậy đó, thấy không? Mình hành nội mình đọc cái dễ như vậy là mình mới thấy được cái đó rồi. Thì mới hạ thủ con của hành, mới là sợ không, mới rồi có thầy hướng dẫn là không có đi lạc được. Chứ mình đọc rõ ràng về câu đó, đó mình tưởng dễ hả? Nó dễ đối với người học đúng đường, đúng lối, còn cái nó rất là khó đối với người học sai đường, sai lối. Thành ra về học lại đi, rồi trước khi hạ thủ con khu học đàng hoàng là tìm thầy đàng hoàng. Chứ còn không, chúng tôi nói những cái đó chúng tôi sẽ biết, nhưng mà chúng tôi không có chỉ quý vị, bởi chỉ quý vị mai mốt quý vị tỉnh quý vị được, ai mà dễ trách nhiệm được. Mà nhớ thiền đi đúng đường rất là phước báo vô lượng, nhưng mà đi sai một chút thôi là thành hành giả họ tôn, lúc đó bao nhiêu cái khổ não đi theo, chứ không phải là chuyện giỡn. Hy vọng quý vị hiểu vậy, ráng học đi. Học cho tới nơi đi. Học mà không thấy được cái thực tính pháp đâu, mình cứ đòi hạnh này hạnh kia là không nên. Nó mô bịch thai á. Dạ thưa sư, nhưng mà như theo như lời sư nói thì mình phải kiếm thầy, nhưng mà sao mình có thể như là nhân duyên, hay là mình phải tạo duyên để mình kiếm được một vị thầy đúng. Giống như con thí dụ như con ở Canada, mà con muốn nói con đến, con muốn qua Miến, hay là con muốn đến Việt Nam, hay con muốn như con muốn để tìm một vị minh sư, cái duyên đó là nó sẽ tới, hay là con phải tạo duyên để con đến đó, để con đúng được tìm được một vị minh sư, để con học đúng trong chánh pháp, như là như mà sư nói tìm thầy tìm sư, con biết tìm ai đâu mà tìm, và tìm như thế nào, con phải học phải sư, phải sư hướng dẫn cho con như thế nào, một là con phải tạo duyên, hay là nhân duyên nó đúng, nó có thì con mới có mới đến được gặp cái vị minh sư đó. Xin sư hướng dẫn cho con. Con kinh xin cảm ơn sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, duyên là pháp học, phụ vô cái duyên đó là ngôn ngữ. Đó. Mà bây giờ cái ngôn ngữ mình đó, mình học mình tốn thời gian lâu mình không học, nhưng mình phải biết cái căn bản của ngôn ngữ để làm gì. Nhưng mà cái chuyện quan trọng của Phật mình phải biết. Để khi nhào vô đó đó, nhiều khi mình không có rành cái ngôn ngữ người ta, mình có thể nói chuyện sơ sơ được, nhưng mà mình dùng những cái danh từ trong giáo pháp, nói trắng là danh từ Pali đó, mình chỉ cần cái danh từ đó đó là ông thiền sư ổng có như thế nào cũng sẽ biết mình ở đâu, là thiếu cái gì, dư cái gì, ông chỉ được liền. Còn bây giờ mình ngôn ngữ của họ, mình nói thông, mình nói qua ấy, mà mình nói nhiều khi có những cái danh từ mà mình không biết, mà mình nói mà làm sao mình chỉ cho ông thiền sư không biết, mà mình bị gì. Ví dụ như bây giờ có gặp thiền sư thứ thiệt đi, rồi vô mình trình pháp, chỗ này tôi bị ngứa ngứa, ê ê hay tê tê, không có thông dịch viên nào để dịch cho mình được hết á. Phải không? Thành ra cái đó nó ra từ pháp học. Thành ra khi mình học cái đó rồi đó, mình tạo đủ duyên rồi, tự nhiên là mình đi sẽ đi tới cái nơi mà mình muốn. Còn nếu mình không học đủ duyên rồi, bây giờ mình cứ qua mình ngồi trước ông thầy sư đó, quý vị có nói cách mấy giờ ông không hiểu quý vị nói gì, làm sao không giúp quý vị được. Nói vậy ra nhiều giờ hỏi, nhiều người đi rồi phải không đó. Tại vì đa số những cái trường thiền mà ở ngoài thành phố hay là trường thiền bình thường đó, tại họ nhận quý vị vô, tại vì họ muốn giới thiệu cái pháp thiền của họ cho người ngoại quốc. Nhưng mà quý vị vô trong rừng mới tìm được cái đường thiền đàng hoàng rồi đó, quý vị chỉ cần nói tiếng Anh là họ không nhận rồi. Bởi vì họ nói là ngay cả Miến Điện có Thái Lan cũng vậy, họ nói câu duy nhất là họ không có
không duyệt duyên vậy thôi. Bởi vì dịch ra nó sai rồi, mai mốt quý vị về quý vị, thành ra đến nhiều người vô trường thiền đi về người đắc hết á. Thành học trước đi. Bởi vì pháp học quý vị có thể học như, bây giờ lên internet rất nhiều nơi họ dạy, dạy đủ loại ngôn ngữ, và họ dạy từ thấp tới cao nói chứ không phải học. Ráng học cái đó đi, để mình tạo thành một cái foundation cho mình, cái căn bản cho mình, rồi mình mới tính cái chuyện kia được. Bởi vì theo chúng tôi biết, những cái trường thiền tứ thiệt ngay ở Thái, Miến Điện này, Kim Sùng đó, quý vị nói quý vị chưa học gì pháp là nó không có, nó lắc đầu liền. Đó, phải học hết chứ không phải không. Bởi cái pháp học là cái cần thiết nhất. Đó, rất là cần thiết. Anh lấy về mình chuẩn bị sẵn cho mình một cái, một cái tài sản cần thiết. Tài sản đó là pháp học và căn bản về cái ngôn ngữ. Rồi nghĩa là mình đi đâu cũng có người giới thiệu cho mình, ở trường thiền nó như vậy vậy. Nếu mình học, mình học mà mình học về phương diện pháp học mà khá rồi đó, rất nhiều người ta biết cái chỗ để chỉ cho mình, chứ không sao. Nhiều khi không cần phải đi tới, mà lâu lâu có những cái vị thiền sư ta đi, nó được mấy vị khác ta thỉnh tới tở ra. Quý vị không cần phải 3 tháng 5 tháng đâu. Quý vị học đầy đủ rồi, quý vị gặp vị thiền sư thứ thiệt rồi đó, không vọng tuần lễ là quý vị có thể tự hành một mình được. Còn nếu không là đừng hy vọng. Ngày xưa đó, hy vọng sư vô tu, bây giờ cũng vậy giống như chúng tôi đó. À, Đức Phật dạy cái gì? Đầu tiên là giới, cái thứ hai là cần ngài dạy pháp hành. Pháp hành chỉ có 5 chuyện là kê xả lô ma nó khả hành ta tại vô mà thôi. Đó. Mà chư tăng ngồi chỉ cần 5 cái chuyện đó thôi mà vẫn rất nhiều người ta đầy đủ ba la mật là người ta đắc liền. Đó. Còn thời buổi này bây giờ mình nhiều khi vô tu mình không có để mấy chuyện thôi, cái xả lô ma nó khả là chuyện bình thường, đừng nghĩ đó là chuyện bình thường, đó là Phật ngôn ngài dạy cho chư tăng đàng hoàng. Đó. Mình phải lựa những cái hay là vô trong mấy cái room trên này nghe ông nào giỏi về duyên hệ, cái sinh học duyên hệ, sinh học thập nhị nhân duyên rồi chi vậy. Đó. Tự nhiên cái mình coi giò mình nhảy cái không sợ té gãy giò hay sao vậy, nên học trước đi quý vị, học trước đi. Đó. Học về những cái bài này nào mà liên quan tới thực tính pháp học, ví dụ là thắng pháp tập yếu luận, hay là một số cái loại chú giải mà liên quan tới pháp hành đó, quý vị sẽ thấy họ giải thích một số vấn đề, nhưng mình hiểu rõ ràng vậy đó, mình đi hành nó rất là dễ. Còn bây giờ dầu chúng tôi có biết mà chúng tôi nghe quý vị nói quý vị không có, chưa có nhận dạng được cái chỗ nào là tinh tấn, và tinh tấn gì không dám chỉ nữa chờ đó, lỡ có gì quý vị đổi thừa mất công ha. Học đi, nó thật sự vậy đó. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ. Thì thưa ngài, con có hỏi, nếu mà ngài nói như là học đi, học về pháp học đi, vậy thì nếu mà như là con giống như là không biết tiếng Bali thì con lấy giống những vi diệu pháp bộ thắng lượng hay của ngài Tịnh Sự, nhưng mà đa số thì ngài cũng nói về tiếng ngôn ngữ tiếng Việt Nam, sometimes có tiếng Hán hay tiếng Nôm, thì mình học về cái học thì trên cái phương diện mình học là mình học tiếng Việt. Nhưng mà khi mà mình qua bên Thái, mình vậy mình phải học thêm tiếng Bali nữa chứ. Nếu mà như ngài nói, ok con lấy cái căn bản về tiếng học, về những thắng pháp tập miếu luận vi diệu pháp, là học của những vị thầy trên cái bao thoát dễ dạy về vi diệu pháp. Nhưng mà Bali thì giống như hiểu giống như từ từ như giống như tâm sở tư là sitana, hay là hay tâm sở tác ý là manasika. Những cái từ đó như là vichara, tâm tầm, hay là tâm tầm tứ, mấy cái những cái danh từ đó thì mình hiểu chút thôi, nhưng mà khi mình qua bên Miến hay là bên Thái Lan, làm sao mình hiểu cái nghĩa, cái language, mình hiểu cái biểu diệu pháp, cái language của mình, nhưng mà mình qua đó mình sao mình trình bày để họ hiểu, cái mình không biết Bali mấy nữa thì rất là khó khăn. Theo ngài thì nên con nên tập cách thức bằng cách nào, xin ngài hướng dẫn kỹ cho con ạ.
con cảm ơn ạ. Nam mô Phật Thầy gia kinh bạch chư tôn dạ kinh thưa điều gì. Thật sự ra mấy cái bản dịch nó vẫn có công cập tiếng Pali chứ là không có rồi. Đó. Ví dụ như tầm mà nó tập nhưng mà nhất là phải biết quý tất cả. Tứ quý trà rá biết với đó. Thành ra khi nào mình cái gì đó mình lạc vào những cái trường hợp vậy đó, mình chỉ cần nói những cái tiếng Pali chánh như vậy thôi chứ không cần phải đối thoại Pali với người ta. Thì người ta hiểu mình đang bị cái gì hay là những cái tên phiền não đó. Nếu mình qua ví dụ như buồn ngủ thì mình phải biết cái tâm sở mà nó làm cho người mình nó khó chịu buồn ngủ này kim dùm. Đó. Chứ còn nếu mình không biết những cái đó thì sao lấy được. Chúng tôi xưa hồi chúng tôi qua đó, chúng tôi nói là tại sao chúng tôi phải hạ thủ công phu học tiếng Thái. Hồi mới qua chúng tôi cũng có cái sự suy nghĩ thường tình giống như người Việt mình đó. Tức là chúng tôi tới giáo pháp này rất là trễ, lớn tuổi. Thành ra họ nói đi hành đi. Con sư Mấn Điện dẫn chúng tôi đi hành ông tình nguyện làm thông điệp viên một tuần hai ngày đó, còn thường ngày thường không phải đi học. Thầy sư nói gì đã đời ông lặp lại cho mình đâu mấy chữ. Nói chừng mình thấy là bộ sao mình về phải học, họ hạ thủ công phu học tiếng Thái. Rồi sau mình nói tiếng Thái, mình hỏi ông sao hồi xưa thầy sư nói gì mà ông nói tôi ngắn ngủn, ông phán cho ông câu bộ ông tưởng tôi tiếng Anh giỏi như ông à? Có gì thấy chưa? Không có phải đi học. Thành ra khi mà mình học những cái mà mình học ấy rồi đó, thì quý vị muốn đi thấy muốn điện cũng vào qua đó hạ thủ công phu chịu khó chừng 2-4 tháng rồi để học cái căn bản về tiếng Thái mới nói sao là quý vị có khả năng ở trong trường thiền lâu dài rồi đó. Chứ không có gì khó. Bởi mình học để mình có thể trình pháp được, chứ mình không học để mình dùng cái ngôn ngữ để mình đi lên làm thuyết trình viên để thuyết giảng cái gì thì mình đâu có sợ. Bây giờ căn bản nó cũng nhiều mà cái quan trọng là phải học đó, ít nhất cũng phải tán pháp tập lực. Mà thường thường đó chúng tôi không biết ở việc dạy như thế nào, thì chúng tôi tại vì chúng tôi không học, chúng tôi thấy hồi xưa đi ngày từ sự ngày về ngày có dịch hết tất cả, nhưng mà chúng tôi không biết như thế nào. Chứ cái chương trình mà khi mà chúng tôi đi học bên đó đó, chương trình bắt buộc nó có 9 lớp tất cả. Lớp đầu tiên là học tâm sở di sắc, nhớ nữa, tức là chương 1, chương 2 và chương 6. Quý vị nào đang học di pháp vậy đó, ghi cái này để học theo cái đó thì mới có thể tiến bộ được, chứ nếu không là không có thể tiến bộ. Lớp thứ hai đó là học chương 3 với chương 7. Rồi tới cái lớp thứ ba là bắt đầu học tâm má sẵn cả ni liền, phải vô học chánh tạng liền. Nghĩa là quý vị chỉ cần học chương 1, chương 2, chương 6, chương 3, chương 7 là quý vị có khả năng đọc vô tâm tạng liền. Còn ở Việt Nam dạy sao chúng tôi không có bạn, chúng tôi không biết. Tại vì chúng tôi không có học ở Việt Nam. Đó. Rồi cái lớp thứ tư mới học chương 4, chương 5. Rồi cái lớp thứ năm đó học về thiền, tức là Samatha Vipassana, học căn bản rồi chứ mấy. Rồi cái lớp thứ 6 đó là học về chánh tạng. Lớp thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 là học thẳng vô chánh tạng luôn đó. Thành ra cái quyển thắng pháp tạo lực là học cho nó đúng theo từng, không phải từng chương, chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, chương 6, không phải. Mà anh học theo cách đó, học theo cách nếu quý vị hiểu chương 1, chương 2, chương 6, chương 3, chương 7 mà quý vị hiểu rõ ràng đó, chỉ cần bao nhiêu đó là quý vị có thể đọc vô chánh tạng được. Mà nếu quý vị đọc vô chánh tạng được thì chắc chắn là cái chuyện quý vị tìm ra những cái gì mà liên quan tới pháp hành là nó rất là dễ. Còn nếu quý vị không hiểu cái đó thôi, quý vị học chương 1, chương 2, chương 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái kiểu đó không bao giờ thành công hết đó. Thành ra vị nào mà đang chuẩn bị học phải học theo cái kiểu đó thôi, chứ không có kiểu khác được. Cái đó là chương trình học về phân khoa di diệu pháp của trường đạo Chư Tăng của Thái đó. Nó bắt học vậy đó, học chín lớp là học vậy đó. Nghĩa là phần nữa là học về
Thắng Pháp đọc cái lượng còn hơn nữa thì học mấy cái bộ quan trọng lắm. Bộ đầu tiên được học Thâm Mới Sẵn Ni, thứ hai là năm bộ qua Sông Đối, và cái lớp cuối cùng là học về Bạch Thả Ná. Thành ơi, chứ còn quý vị học cái kiểu khác thì không chắc quý vị nắm được cái nội dung mà để về Di Diệu Pháp để quý vị tu được đâu. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin xuống mic rồi xin trả lời mic cho MC ạ. Cảm ơn. Tri ân ngài Diệu Tâm đã trả lời câu hỏi của huynh Chánh Tâm, và cảm ơn huynh Chánh Tâm có những câu hỏi rất là thiết thực để tu tập. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, bây giờ thì Nhục Quỳnh kính mời bằng tay. Được học, mà nhất là Nhục Quỳnh được học giống như những câu hỏi của huynh Chánh Tâm thì giúp cho Nhục Quỳnh hiểu hơn. Mặc dù giờ con tôi không còn nhỏ nữa, nhưng mà nếu mà học hiểu được một chút xíu như vậy thì con thấy cũng hoan hỷ. Chứ còn nếu mà nói học như ngài chắc con không còn đủ thời gian để học nữa rồi. Như huynh Chánh Tâm chắc hy vọng nhiều hơn. Để nói như ngài đó, huynh Chánh Tâm thấy không? Muốn học ở Thái thì phải biết tiếng Thái. Mà muốn qua Miến Điện học thì phải biết tiếng Miến Điện. Thì chắc ăn hơn là thông dịch. Dạ bạch ngài, con có người người ta cũng nói với con là ở những cái chung thiền đó bạch ngài, thì có những thông dịch người ta cũng chỉ dạy tận tình lắm. Thì có phải là do mình không hiểu hết nên mình tin là cái điều đó đúng, hay là thực sự là có những cái trường thiền người ta có những thông dịch giỏi, người ta dịch cho mình đúng? Dạ con kính nhân mít đến ngài, ngài chỉ dạy giùm cho con ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự là thông dịch viên có giỏi đi nữa cũng quý vị nên nhớ cái ngôn ngữ mình đang xài từ thường đó là ngôn ngữ tiếng Anh hay tiếng Tây. Ngôn ngữ đó là những cái không phải là loại ngôn ngữ của triết học, nhớ chuyện đó. Còn ngôn ngữ của giáo pháp Đức Phật là ngôn ngữ của triết học. Thành ra dầu thông dịch cực giỏi cách mấy thì nữa cũng không thể làm cho người kia nó hiểu và như vậy. Bởi vì cái ngôn ngữ nói cho mình học mà chơi giỏi ngôn ngữ đâu không phải dễ. Thành ra mình phải dựa vào một số cái danh từ trong thực chánh pháp để mình nó diễn tả cái điều gì mà mình muốn nói. Chứ thường thường mình nói rất dễ hiểu lầm chứ không phải dễ đâu. Dễ hiểu lầm. Nhưng mà cái gặp chị thường tư mày giỏi thứ thiệt đó, khi người ta bị cái đó hỏi đi hỏi tới, hoặc người ta biểu mình tiếp tục đi tiếp tục cái đó để ngày mai thì pháp lại, chứ người ta không có bỏ qua. Còn nếu mình lên 4-5 lần mà duyên sư biểu cứ tiếp tục là mình phải quét sinh, chứ mình đừng có mình tin luôn là mình chết. Tức là vậy thì sư đã hiểu rồi, giờ sửa mình cũng được, không biết sao sửa. Nó có những cái rất nhiều khê pháp học chứ pháp hành này có nhiều khê lắm. Tại vì thường là mình ở mình cái phước mình ít quá, mà ở xứ xứ mà xài cái ngôn ngữ qua ngôn ngữ thời đức, mình nhớ chuyện đó. Nhưng mà mấy cái nước nó có phước nhiều, mình khi mà đem qua Phật giáo mà truyền tới đó đó là họ ôm cái bộ Pali đó họ học, thành ra họ mới được nhiều cơ hội hơn mình. Còn mình ngôn ngữ Pali cũng không học, ngôn ngữ Sanskrit cũng học, nhưng mà khi mà dịch ra tiếng Hán học đó. Mà người Hán dịch nhiều cái ra nó ngoài nói chứ họ không có nhiều cái ngôn từ để họ dịch cho mình, họ coi danh từ nào mà nó tương đối mà nó chính xác cho là họ dùng một cái. Ví dụ như quý vị thấy cái chữ hành, hành lúc nào hành đó. Mà nếu mình học không đàng hoàng thì nổi cái chữ hành đó, chữ sẵn khả rá đủ chết vô minh duyên hành, chữ hành đó khác.
Cho nên là nó đâu có giống như là sập bê sẵn khả ra anicca, tức là các hành đều vô thường, nó khác à. Khác liền, nó nguy hiểm, nó nguy hiểm ở chỗ đó chứ không gì đó. Thành ra tại sao mà thường đó mấy cái gì mà đi học ngay cả học di pháp là họ không bắt học thuộc lòng, tăng pháp tạo lực là họ bắt học thuộc lòng, họ giải rất đều giả cái đó là cái gì bắt học thuộc lòng á, chứ họ đâu có nó cho mình học bằng cái tiếng Thái đâu đó. Hoặc hơn là nhờ cái như vậy chúng tôi mới học được á, chứ nếu không mà sao học được, học mình mới qua đâu biết tiếng Thái bao nhiêu đâu. Và nó tối ngày cứ bắt học học tiếng Bali, nguyên tiếng nhớ tiếng Bali trước rồi đó, rồi họ giải thích sao, họ dùng tiếng Thái giải thích rồi mình học từ 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 nó mới được như ngày nay. Chứ nếu mà không có cái chế độ mà bắt học thuộc lòng của Thái của Miến Điện này là chết. Nó quý vị hỏi thử coi, ngài tình sự hồi lúc ngài mới về, ngài cũng ngài giỏi tiếng Hán rồi đó, nhưng mà ngày qua ông gặp cũng phải học tiếng Bali vậy chứ ấy gì, thấy không, mà học Bali hết á, bắt học thuộc lòng trước mấy xứ đó mà Miến Điện, Thái Lan đồ này kia giống nhau hết, bắt học thuộc ngay cái người Miên vậy đó, họ cũng học thuộc lòng. Còn Việt Nam mình cái học thuộc lòng mà học thuộc lòng với cái bản dịch không à, là nhiều khi mình không hiểu chính xác được cái đó là cái gì, nó bất lợi cho mình cái chỗ đó. Thành ra bây giờ quý vị nào muốn đi học đi hành gì nên học tối thiểu phải tán pháp tạo luận cho nó hiểu cho nhừng nhuyễn chút, nào mình dùng từ đó mình dùng cái đó để mình trình pháp cũng được, chứ không phải không. Bởi vì mấy thiền sư, ông thiền sư nào cũng phải tốt nghiệp trước khi ra làm thiền sư dạy, thì mấy cái đó liên quan tới tán pháp tập lý luận, liên quan tới thanh tịnh đạo, hay liên quan tới những cái phẩm mà quan trọng khâm má sẵn cơ đi hay là quý phân gì là họ rành lắm, chứ họ không có mình đừng nghĩ họ giống như mình ha. Thành ra đừng có sợ, nhưng mà cố gắng bây giờ mình muốn đi hành thiền để nhất là mấy cái pháp mà thường thường về liên quan tới thiền não này kia phải nắm cho vững, nắm cho vững. Rồi lúc đó mình vô trình pháp mình không có cần nói nhiều, nói một vài cái vấn đề mình chê mấy cái chữ Bali chánh cái đó vô là ông thì sư cũng hiểu, chứ không cần phải nói gì nhiều dông dài gì. Mà ông hiểu rồi thì ông sửa chữa cái sai của mình được, chứ ông hiểu ông cứ biểu về tiếp tục đi, cái về tiếp tục đi rồi sau 3 tháng này cuốn gói về tay không cũng như không. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú lành thầy. Dạ, cảm ơn chị Nguyệt Quỳnh, cảm ơn đạo hữu Thiên Vũ. Nam mô Bụt Thầy giá, con thành kính tri ân ngài. Con tranh thủ con hỏi một câu chính và một câu phụ. Có thể là con những cái câu hỏi sắp tới của con á, có thể là trong đạo tràng đã hỏi rồi, nhưng mà con thì bản thân con thì con chưa biết, thì mong đạo tràng cũng thông cảm cho. Con thường thường á, ngày nào cũng là xin thọ trì tam quy ngũ giới, và có một lần á thì luận đạo thì Phật tử nói rằng là nếu như mình thọ trì ngũ giới thì mình được sanh thiên, rồi được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được làm người vậy đó, được quả niết bàn cũng nhờ giữ giới, chứ đâu có nghe nói là tam quy đâu. Như vậy thì nếu như mình đức tam quy á, thì mình tin lại thì mình có tam quy lại, và đức tam quy thì không có tội, trong khi đó là mình làm đức giới thì mình có tội. Nên con cứ thắc mắc hoài, xin ngài theo như con hiểu là
Con hiểu là có phải là nương nhờ Đức Phật, nhưng mà nương nhờ Pháp, nương nhờ Tăng, những bậc như vậy, những ngôi bậc như vậy quá cao quý, mình không không lường được, không không có không có thể là thậm thâm được hết, nên nên là dễ vui, nên là cho rằng là tam quy là không quan trọng, rồi đức là đức ha. Sao? Tại vì còn có một vị sư cũng xác nhận là thì lỡ là trong đời này mình lễ bậy bạ, mình lại bậy bạ, mình cũng đức tam quy rồi, thì đức thì xin lại chứ có sao đâu. Đó, vậy con kính thỉnh ngài giảng rộng hơn tí xíu cho con được hiểu. Con thành kính tri ân ngài và kính dâng nước đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Quý vị là nhớ tam quy là cái bề giới giữa cái người phàm và bậc tu hành. Đức tam quy là chuyện lớn chứ không phải là chuyện nhỏ. Mình không hiểu rõ ý nghĩa tam quy, mình vô mình xin cô tứ lúc đó tam quy cũng không thành, thì cũng là chuyện lớn chứ không phải là chuyện nhỏ. Bởi vì khi mình không có tam quy rồi, giàu có giới mình có trong sạch cũng không làm ăn gì được cả. Như vậy là nhớ cái ngũ giới nó là cái foundation giữa phàm thánh. Nó là cái căn bản giữa phàm thánh, tại sao là căn bản giữa phàm thánh? Quý vị nên nhớ khi mà quý vị thọ giới, thọ tam quy bát ba giới hay thọ giới xong xương thường đọc xí lê ná sụ cái tinh danh tiện. Cái đó là căn bản giữa phàm với các cảnh trời chủ giới. Sĩ lê ná phô khám phê sẩm bà tha, tức là giữa cái tài sản của những người thọ giống nhau. Nhưng mà sĩ lê ná niết phú tiên danh tị, nhờ cái ngũ giới nó mới dẫn đưa được. Bây giờ mình không có tam quy thì cái sĩ lê ná sự niết phú tiên danh tị nó không thể phát sanh được. Nên nhớ chuyện đó. Đó. Thành ra tại sao mà quý vị để trong thời gian Đức Phật còn tại thế đó, khi Bà La Môn rồi này kia họ tới, họ khi họ nghe xong á, họ mới nghe xong cái họ đầu tiên là họ xin thọ tam quy liền. Họ nhớ đó, có cái ông nào mà tới mà nghe Đức Phật nói chuyện hỏi gì Đức Phật trả lời xong rồi không có xin thọ tam quy không? Không có. Và xin nương nhờ nơi tam bảo liền, xin thọ tam quy thì con đường tiến tới nó mới có, chứ còn nếu không không có. Thành ra nó nhiều, rất nhiều chuyện phải không? Rất nhiều chuyện phải không? Mà thường thường bây giờ đó thì đa số mà những cái chùa, có nhiều cái chùa cho thọ tam quy mà thọ bằng cái ngôn ngữ địa phương đó là không, cũng không thành. Đó rất là nguy hiểm. Đó. Bởi vì mình thọ tam quy tức là mình trở nên là con của Đức Phật. Mình nói theo danh từ đời đó, tức thọ tam quy theo Pali là Buddha Mamaka, tức người được thân cận với bậc giác ngộ. Mà mình đã đứt cái đó rồi đó là mình mang cái tội đối với cả Đức Phật giáo pháp và ngay chúng tăng luôn. Mình để đức tam quy mà mình để lạng hoạn nó chứ phải không đâu, là nhớ gì đó ở mấy cái nước theo Phật giáo rồi này kia dùng vào thời Đức Phật vậy đó. Nghĩa là mình đi qua mấy châu khác mà lỡ mình có gì mình gọi đức tam quy đó là khỏi trở về chỗ cũ được đó, chứ không giỡn đâu. Thành ra mình đừng coi cái đó là không quan trọng. Mình bây giờ mình coi cái đó là không quan trọng, nhưng mà ở các cái xứ theo Phật giáo đó, cái đó là quan trọng. Quan trọng hơn cả giới. Bởi giới khi mình đức thì không sao, mình có thể xin lại. Nhưng mà đức tam quy nhiều khi là mình mất một số cái ấy chứ phải không? Nha. Mất chứ không phải, đừng có giỡn. Thành ra mình nên coi chừng cái đó. Nha. Mà thọ là phải thọ cho đàng hoàng, đa số người Việt mình đó. Thọ mà không có hoàn hảo là tại sao? Tại lý do là chính cái ân đức Phật, sáu ân đức Pháp và chính ân đức của Tăng đó mình không hiểu gì hết. Mình không có thông suốt cái đó. Mà mình giờ mình xin nương nhờ nên Đức Phật là nương nhờ cái gì? Không lẽ nương nhờ nơi bức tượng trong chánh điện à? Bởi giờ Đức Phật niết bàn rồi.
Thì khi mình nói mình nương nhờ nơi Phật là cái gì? Đức Phật nói khi do Ngài Ananda đó, pháp nào ta đã tiên tiết, luật nào ta đã chế định, pháp và luật ấy là thầy của các chư khi Như Lai Niết Bàn đã nhớ gì đó. Tức là những cái đó là mình phải tôn trọng, chứ không phải mình nói giỡn giỡn, mình nói bây giờ Đức Phật Niết Bàn rồi không cần, hoặc có nhiều từ thiền nó đâu có không cần, họ giới được rồi chứ không cần tâm quy gì đó. Bởi vì đạo khác và nó đạo khác vô hành được, hành pháp Phật được, nhưng mà đi tới nơi nếu không có tâm quy được thì vọng đi tới kết quả sau cùng của cái pháp mà mình đang học. Thành ra cái chùa nào, trường thiền nào vậy đó, vô đầu tiên là cho thọ tâm quy ngũ giới rồi phải giảng đàng hoàng nha. Ân đức Phật như thế nào, đức pháp như thế nào này, là mới cho thọ, chứ không phải là vô là cho thọ rồi cái đưa ra cái bằng quy y giảm sùm đó. Nhưng mà nói hoài đó, mai mốt gặp duyên đừng có khoe với ổng, mà khoe ổng là vô chảo liền đó. Là nên quý vị nào mà thọ tâm quy rồi cố gắng giữ cho được trong sạch đó, giữ được nó giúp dữ lắm, nó là cái phao đế sinh để cho mình có thể tiến hóa trong cái giáo pháp đức Phật được. Bởi vì mình đi vô cái đó mà cái giáo pháp này đó, mà mình không biết ông thầy mình có nói ngôn ngữ gì, ông thầy mình tên gì, gia đình ở đâu, ông thầy biểu mình phải làm gì mà mình không biết, thì mình vô mình trong cái đức Phật giáo pháp này rồi mình xưng mình là Phật tử hay là cận sinh nam cận sinh nữ, nó làm gì, phải không? Đầu tiên là phải học những gì liên quan đến đức Phật, tới giáo pháp và tới chư tăng. Thứ nhất là chính cái căn đức đó, là tại vì mình nương nhờ nơi chính căn đức của Phật, sáu căn đức của pháp và tăng đó, là sẽ chính căn đức của tăng. Tại vì chữ tăng nên nhớ cho tăng đó, quý vị nên hiểu, quý vị đừng có nghĩ giống như mình thấy ông sư là mình gọi bốn ông sư rồi mình gọi tăng, đó không phải. Cái đó tăng để làm tăng sự. Còn tăng mà mình xin nương nhờ đó là thánh tăng. Nên tăng có bốn đôi tám chúng đó. À, đó là bậc thánh đó, chứ không phải giỡn đâu. Mình đừng có dễ vui trong cái vụ đó, không có nên đó, là quy tăng là quy bậc thánh đó, chứ không phải là mình muốn quy ai cũng được. Nó quy đọc chính ân đức tăng là gì đó. Tăng có bốn đôi tám chúng đó, là tám vị đó, là như vậy đó. Tức là bốn đôi tức là đạo quả tính một. Còn nếu tính tám là đạo tính một, quả tính một. Thành ra mình nói mấy cái đó mà mình nói không quan trọng là không nên. Thành ra phải cố gắng giữ cho được trong sạch những cái điều mà mình đã thọ. Đó. Chứ đừng nói là lúc nào cũng muốn này nọ này kia rồi này. Rất là phiền não. Nhưng mà đụng gì chứ đụng tới Phật, tới pháp, tới tăng là coi chừng. Nên là đi ngã nào không, không có biết kiếp sau không biết có làm người hay không nữa, chứ không có tự nhiên Nam Mô Bích Thầy á. Dạ con xin kính đánh lễ ba ngôi tam bảo, và con xin có một câu hỏi xin hỏi ngài giải đáp giùm cho con nè. Thưa ngài, nếu mà tại vì mình ở như là vậy, tỉ như mình không có phương tiện là đi qua Miến hay là Thái Lan, vậy theo con biết đó là ở xứ phương Tây hay là nhiều nhiều nước trên thế giới có cái khóa thiền của ngài ngài Gongka đó, thưa sư. Sư có hiểu gì nếu mà mình vừa là có thể mình học học pháp học ở nhà như là thắng pháp tập yếu lượng mình học ở nhà, nhưng mà nếu mà mình không về cái language đó thì mình không có hiểu mấy, thì cái khóa thiền của ngài Gongka đó mình đến cái khóa thiền hiện tại cái nước mình ở đang ở thì có họ có mở nhiều trường thiền như là khóa 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 45 ngày. Thì theo thưa ngài thì ngài nghĩ cái khóa thiền ngài Gongka là về pháp quán thọ, thì thưa ngài con hỏi nếu mà theo ý kiến của ngài mình có thể đến đó tu tập về cái pháp hành đó, và trong khi pháp học thì mình có thể học hỏi những gì tu ở bên nước này, nước mình đang ở, và mình đi học pháp hành đó, mình đến cái pháp hành của ngài thầy Gongka để mình tu cái quán thọ thôi. Thì theo thưa ngài nghĩ, theo ngài nghĩ như thế, ngài có thể giúp cho con biết về vấn đề này được không? Con xin cảm ơn ngài ạ. À.
Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Chúng tôi xin không có bạn về quê của cái trần thiện là của ai nhưng mà cái người nào nói mà thiền tứ niệm xứ mà vô đây là quán tâm hay là quán thọ quán độ, tôi khuyên quý vị không nên, bởi vì một đối tượng phát sanh có thể nằm trong cả bốn cái phao đế sinh đó. Một đối tượng mà nó vô mắt ta mũi lưỡi quý vị gì đó, một đối tượng vậy đó có thể quán thân cũng được, quán thọ cũng được, quán tâm được, quán pháp cũng được. Chứ còn nói đây chỉ dạy một quán rồi mai mốt rồi nó dính vô cái khác, bây giờ là quý vị làm sao? Không lẽ không nhìn nó à? Bởi quán là quán tất cả cái gì xuất hiện tay mũi lưỡi thân, chứ không nên quán một. Đó. Thì nó một cái vấn đề nào vậy, khi nó phát sanh nó đều có cả bốn cái chuyện đó. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp? Tại vì Đức Phật nói theo cái cá tánh của cái người đó. Người đó có cá tánh thích hợp với cái đó thì quán ở trước được. Nhưng mà trong không khi mình quán cái đó về quán thân đi, mà lỡ mà nó cái thọ hay cái gì liên quan tới tâm hoặc liên quan tới pháp, nó phát sanh vẫn phải quán như thường, chứ làm sao mà bỏ qua không quán được à? Phải không? Đó. Bất cứ một cái đối tượng nào trong cái thiền tứ niệm xứ đều có thể dẫn cái chúng sanh đó đi tới niết bàn được đó, nghe đắc đạo quả được đó. Nhưng mà không phải đi một cái mà tới nơi. Đó. Thành ra chúng tôi nhắc trong cái room này nhiều lần, tại có lẽ quý vị không thích đọc, quý vị vô tương ưng tương bộ tương ưng kinh đó, đánh cho tương ưng niệm xứ, nó có 51 cái bài liên quan tới thiền tứ niệm xứ, 51 bài ngắn ngắn thôi, là trong đó quán thọ, quán thân, quán gì đủ hết á, chứ không gì đó. Ngay cả bài kinh mà thường là mình hay quán đó, mà mình tại vì mình không học cho nó rõ tứ niệm xứ mình làm không được á, là bài kinh nhập sức tức niệm đó, tức bài kinh về quán hơi thở đó. Cái hơi thở có thể quán theo thiền chỉ được, có thể quán theo quán thân được, có thể quán thọ được, và có thể quán tâm, quán pháp đều được đó. Chứ làm sao mà vô đây chỉ quán được có một cái thôi nha. Rồi mấy cái kia là nó xuất hiện, nó không đúng cả tánh rồi mình làm sao? Tối ngày cái niệm thọ không à? Phải không? Nên cái chỗ nào mà thiền tứ niệm xứ là phải có cả bốn cái điều đó, chứ còn nó ở đây chỉ dạy quá. Nghĩa là người Việt mình á, là nhiều khi đi vô rồi ra cần chấm điểm cho đường thiền đó. Ở đây là dạy quán thân, ở đây là dạy quán thọ, ở đây dạy quán tâm, không có. Không bao giờ có chuyện đó. Ngày đầu tiên chúng tôi từ ở bên bên đường thiền ngày Mai Si, chúng tôi qua để gặp ngài Sư Minh đó. Ngài vô người hỏi chúng tôi một số chuyện. Khi chúng tôi trình rồi, ngài nói về hành tiếp đi, ngày mai trình pháp. Nói câu rất ngắn thôi. Vậy mà nhiều người nói trường thiền ngài Sư Minh thì dễ quan tâm. Không có. Vẫn quán thiền tứ niệm xứ như thường. Ngài nói vậy tức là lúc trước, trước khi chúng tôi đến hành đã làm chuyện đó quan trọng. Trọng là cái đối tượng hiện tại mình đang làm cái gì, nó xuất hiện như thế nào, cái đó là quan trọng. Mà bây giờ cái biểu phải quán như vậy là cái chuyện đó là chúng tôi khuyên quý vị là không nên. Ít nhất là phải đúng sách vở trước cái đã. Sách vở đã không đúng rồi thôi thôi chứ. Đi rồi tốn thì giờ chứ làm gì. Phải không? Học đi. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ con xin kiến tri ân ngài. À, còn con có một câu về hỏi về học thưa ngài. Trong thập nhị nhân duyên á, nói là trong thập nhị nhân duyên nếu mà mình cắt trong một cái một dây xích đó, thì là mình sẽ cái này là con nói về pháp học là mình sẽ không mình sẽ cũng như là mình sẽ không còn vô minh nữa nếu mà mình cắt được trong một cái xích mắc, cũng như là mình phải cắt được cái nhân chứ không cắt cái quả. Thì giống như là trong thập nhị nhân duyên á, nếu mà dễ cắt cái dòng xích mắc, nhất là cắt cái ái cái dòng xích đó, thì nếu mà mình cắt được cái ái á, thì mình sẽ không còn có cái dòng 12
thập nhị nhân duyên nó sẽ bị chặt đứt. À, theo như ngài, nếu mà mình muốn cắt cái ái thì mình cắt như thế nào theo về nghĩa về pháp học, chứ con không nói là cái này là pháp hành, tại vì pháp hành mình đã không, nếu mà nói về thì quá cao siêu. Nhưng mà con hỏi thưa ngài, nếu mà về pháp học, nếu mà nói cắt cái ái á, theo về pháp học thì mình cắt như thế nào, và xin ngài giải thích cho con. Xin cảm ơn ngài. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Thưa Tâu Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thì vũ khí để cắt cái ái tức là tứ thánh đạo, chúng tôi chưa tới mà hỏi vậy cắt như thế nào cho chúng tôi biết được. Quý vị nên nhớ là cái căn bản của nó là muốn cắt cái đó là phải là tứ thánh đạo. Mà bây giờ những cái mà trước đó là mình cần cái cắt để làm mình có giảm năng lực, mình còn chưa làm được mà đi hỏi đó chi cho xài. Cái con dao cắt ái đó là con dao đó phải là tứ thánh đạo. Mà bây giờ đó sơ đạo mình còn chưa có ở đó. Thành ra chúng tôi nói rồi, đi theo từng tự pháp đi, từ thấp tới cao. Khi nào tới đó là tự động nó cắt em. Nó cắt như thế nào hồi nào mình cũng không hay nữa. Chứ là nó nói đi giờ đã suy nghĩ làm sao cắt nó. Xin lỗi, mình đi sai đường rồi đó. Mình hành những cái pháp nào trong 37 phẩm trời đạo, mình hành tới lúc nào cái năng lực của nó sẽ tự cắt cái đó. Tại sao chúng ta nói tự cắt? Bây giờ hỏi việc phiền não, việc trong thời gian nào, quá khứ, hiện tại hay vị lai? Quá khứ nó đã mất rồi, không có việc, mà khi hiện tại nó xuất hiện á, mà khi cái tâm cái lộ mà biết nó đó, tức là cái lộ mà mình đang hành đó, biết nó thì nó cũng biến mất, chứ làm sao nó ở đó cho mình cắt nó à, phải không? Thành ra muốn cắt nó là cứ hành khi nào quá thánh đạo nó có năng lực, còn nó cắt lúc nào đó là cái chuyện đó là không ai có thể nói được cả. Bởi vì không thể cắt hiện tại là cái chắc rồi, nó xuất hiện đó là ví dụ như bây giờ mình nói cái lộ mình đang hành cái thiện quan sát, mình thấy tâm có tham, biết có tham, mình vừa biết nó mất rồi chứ làm sao nó còn ở đó, mình dòm qua nó hoài à, phải không? Thành những cái danh pháp, những cái này liên quan tới cái đó đó, mình đừng có nghĩ giống như đời thường là mình có con dao mình luôn cắt nó, lúc nào mình cắt cũng phải. Khi nào mình thành đầy đủ rồi đó, cái tứ thánh đạo phát sanh thì tự động nó đã cắt cái thằng đó rồi, mà cắt lúc nào cũng không ai biết, ngay cái vị đang hành cái nó cũng chưa chắc biết. Đó. Bởi nó đâu có hiện diện đó đâu mà biết. Đó. Thì nó có những cái chữ mà trong 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 những cái bài gì về thiền, quý vị đạo, quý vị phải coi chừng. Thí dụ như mình hành cái tâm quán niệm xứ mà tâm có tham, biết có tham, cái đó không có nghĩa là mình đang nhìn nó, nên nhớ cái đó, chỉ biết có tham đây, tức là khi tâm có tham, khi biết là nó biến mất, chứ nó không có ở đó cho mình thấy nó. Thành ra cái chuyện cắt như thế nào đó, cái chuyện đó là do năng lực của bát thánh đạo, mà cái cắt tham được là do tứ thánh đạo. Còn cắt như thế nào đó không ai biết được cả, vì lúc đó cái thằng tham nó đâu có ở đó đâu, cho mình nắm cổ nó ra mình khứa đâu mà mình biết nó ra đâu, phải không? Thành ra học cho đầy đủ rồi hành đi, tới lúc đó biết em, tới đó tự mình biết lấy, chứ hỏi cũng không ai trả lời được đâu. Nam mô Bổn Thầy. Dạ thưa ngài, con xin hỏi thêm một câu nữa ngài. Thưa ngài, nếu mà mình học về, nếu mà ngài nói thì cứ học đi, thì theo ngài á, thì xin ngài giải thích học thì pháp học, thì theo nếu mà về Phật học, pháp học á, nếu mà về ngôn ngữ, nếu mà Việt Nam á, thì mình phải hiểu rõ là giống như là 37 phẩm chờ đạo, hay là mình ít nhất mình cũng phải hiểu về thập nhị nhân duyên, hay là 24 duyên hệ, những cái pháp học đó, hay là giống như là thắng pháp tập yếu luận, những cái căn bản đó là mình phải có cái nền tảng trước, mình phải hiểu cái sự nhân quả duyên khởi và 24 nhân duyên hay là 37 phẩm chờ đạo, để mình hiểu được cái nền tảng về cái pháp học trước, và đó là cái nền tảng đó con mới nêu ra như vậy, có đúng không? Ngài có nếu có thêm có bớt gì xin ngài hướng dẫn cho con, để con biết
gõ cái nền tảng pháp học con bắt đầu từ lúc nào và để đến để có một cái nền tảng chắc chắn để đến cho khi con đến pháp hành con hiểu rõ hơn. Xin cảm ơn Ngài ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự nghĩa là căn bản nhất đó, bài thắng pháp tập luận học đầy đủ, nghĩa hiểu hết tất cả những cái chi pháp rồi trong đó hết đi. À. Còn mình muốn hành hành như lúc nào của ấy đó, chúng tôi nói nãy rồi, chúng tôi thí dụ câu pháp cú thứ nhất đó. Nghĩa là làm sao mình có thể quán xét những cái điều đó như vậy đó, tức là mình đã thành công trong việc pháp hành rồi, thì nó mình cần thì sẽ ở kế bên để mình có sơ sót sai chỗ nào từ lúc đầu đó, ổng lôi mình ra. Khi nào mình đầy đủ kinh nghiệm rồi đó, đầy đủ kinh nghiệm lúc nào, đầy đủ kinh nghiệm là sau khi mình qua khỏi cái tệ thứ tư rồi đó, thì lúc đó mới đi một mình bảo đảm, còn không chưa chắc. Tại sao? Bởi vì trong cái tệ thứ tư nó hai phần, phần đầu và phần sau. Phần đầu đó nó vẫn nguy hiểm là nó còn có vi và sanh và kỳ lê xả, tức là phiền não mình cắt. Mình chưa vượt qua khỏi cái đó, mình vẫn đi sai đường như thường, là vẫn cần có ông thầy như thường. Đó. Còn những cái kia là mình học để mình biết, ví dụ mình biết cái gì, không có cần học nhiều, mà chỉ cần biết cách để mình nắm rồi mình quan sát và mình nhìn vào những cái chỗ nào cần phải nhìn thôi. Ví dụ như bây giờ đó, mình học tất cả chi pháp liên quan tới bài 37 phẩm trời đạo. Ví dụ tứ niệm xứ nó có cần mấy chi pháp, là ngũ tứ chính cần phải cần bao nhiêu pháp, ngũ quyền ngũ lực có bao nhiêu chi pháp pháp, mình phải học hết cái đó. Để mình quán tới đâu mình biết tới đó, học tới đâu mình biết đó chứ. Rồi trong lúc mình học vậy đó, mình ứng dụng ngay tại chỗ, là khi nào có tâm mình đã có suy nghĩ phải biết nó là cái gì. Đó. Thì khi mình có những cái đó mình đã nắm vững thì khi mình hạ thủ công phu thì nó cũng nằm trong đó thôi. Nhưng mà cái vấn đề là mình chưa biết pháp học thì mình biết, nhưng mà thực tính pháp chưa chắc mình đã thấy rõ ràng, thì nó mình cần thiền sư. Khi nào muốn sửa chữa cho mình thấy thực tính pháp đàng hoàng rồi đó, lúc đó mình có quyền mình đi một mình. Còn nếu mình chưa tới đó, bây giờ có hỏi cái máy rồi mình cũng đi không được, là đi không tới nữa chứ làm sao đi. Bởi vì hỏi bây giờ hỏi tâm sở nó mai không sở nó làm nhiệm vụ gì, còn mình còn chưa nói ra được. Hỏi tâm nó có bao nhiêu mình cũng không biết, tâm nó phát sanh với ai, phát sanh cảnh giới nào, lúc phát sanh nó có nó thấy cái gì phát sanh như vậy mình cũng còn chưa biết được, thì làm sao mình đi xa đến được mà lo mà chi cho mệt vậy. Đó. Thành ra mình học một câu hay là một tâm một cái pháp nào đó, trong những cái pháp mà chúng tôi nói ra đó, thì quý vị phải biết rõ ràng đó. Bởi vì cái chữ học đó nó có nhiều chuyện lắm, chữ sức khả đó nó bốn có năm chi rồi: nghe, hỏi, hiểu, nhớ và hành. Đó. Mình nghe hay mình đọc sách hay mình tự này người khác giảng mình nghe đó. Nghe xong hỏi cho hiểu, chứ không phải hỏi tùng lum vậy rồi cái mình đóng cửa cái quên mất cái đó thì quý thì giờ mình thôi. Hỏi hiểu rồi phải nhớ đó. Cái pháp đó nó ở trong những cái loại gì, cái gì, cái điều kiện nào, cái chi như thế nào rồi mình hành, là khi nào mình thấy cái pháp bất cứ pháp nào mình nhìn vô coi nó có giống như cái điều mình đã học hay không đó. Thấy không? Chứ còn bây giờ gì mình cũng chưa biết, mình muốn làm tân nhân mình không hiểu, mình chỉ thuộc lòng của ta cũng chương hai thôi, làm sao mình làm tân nhân được. Đó, cái lý do đó là tại sao mình phải học hết tất cả các bản của cửu chương để mình chỉ làm tân nhân. Dù rằng nhiều khi mình làm tân nhân mình không cần nhiều vậy, nhưng phải học nhiều vậy để khi nào mình nhìn vào một cái chuyện mình thấy rõ ràng nó. Còn bây giờ mình học mà mình cứ nghĩ là phải học xong rồi mới hành, cái đó là không có đúng. Đó. Đúng luật là pháp học của hành nó nằm một chỗ, nó không nằm đâu xa đó. Nếu mình hiểu rồi là mình quán xét những cái chi pháp liên quan tới cái đó được hết. Mà khi mình nhìn cái đó mình không biết nó là gì, mình chưa thực tính pháp mình cũng chẳng biết nó như thế nào thì cái đó kể như mình chưa có pháp học. Mà chưa có pháp học thì khỏi hành, mà hãy có học hành, pháp hành nằm ngay cho đó được liền. Dù mình thấy cục lửa, mình biết cục lửa nằm trong, mình biết cục lửa nó có lắc như này, nó nóng nóng vậy. Đó. Thì ra khi mình nắm là mình biết nó là cái gì liền gì đâu, phải không? Nếu mà chưa biết lên đây nó nắm lâu lâu nó có sao đâu không, thì cái đó là tại mình chứ không phải tại pháp. Nam mô Bố Thầy, dạ.
Dạ, dạ thưa ngài. Ok, con có một cái thí dụ này nữa con muốn hỏi ngài trong cái pháp hành. Dạ, thưa ngài, giống như nếu mà cái người mà đắc được sơ thiền đi, thì như ngài nói là mình phải, nếu mà mình phải biết thực tính pháp, mình biết pháp bao nhiêu chi pháp, thì giống như là nếu mà người đắc được sơ thiền đi thì họ nhìn thấy sở hữu tâm, thì họ thấy có 13 sở hữu tờ tha và 25 sở trụ, 25 sở hữu tịnh hảo, trừ ba cái giới phần, thì 25 trừ trừ ba giới phần là còn 25 còn 22, 35 là chứng vô, là trong cái chi pháp đó là nó có 13 cái sở hữu tựa tha và trừ ba cái giới phần thì còn 22 sở hữu tịnh hảo, thì giữa 22 sở tịnh hảo với 13 cái sở hữu tựa tha thì là giống như là nó là 35 chi pháp trong cái sơ thiền. Thì cái hành giả nếu mà đắc sơ thiền thì họ sẽ thấy rõ trong những cái chi pháp đó, vừa là sở hữu tội tha, những cái chi pháp xúc sở, giống như bảy cái pháp là đầu tiên, bảy cái sở hữu biến hành và sáu cái sở hữu biệt cảnh và 22 cái sở hữu tịnh hảo, thì cái người mà đắc sơ thiền họ sẽ thấy rõ được từng cái chi pháp đó, phải không? Xin ngài giải thích cho con vấn đề đó. Xin cảm ơn ngài. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, dạ kính thưa chư quý vị. Cái đó là tưởng không người lái đó. Những cái năng lực nó mạnh nhất trong đó là các chi thiền mà thôi. Quý tất cả quý cha ra vi tị sục hệ cả các ta sĩ tăng. Mà biết mấy cái đó, biết qua cái gì, biết qua cái trà tu lắc hà nạ của nó, tức là cái nhân gần của nó. Biết là biết cái đó. Còn mấy cái tâm trở phụ khác là đó là do pháp học. Chứ làm sao mình nếu biết vậy thôi chứ mình là ông Phật kia chứ đâu còn là cái người đi tu thiền nữa. Làm sao mình có thể nhìn cái danh pháp đó mình biết từng cái được. Tại vì những cái pháp chánh đó nó có cái trà tu lắc hành ạ, rõ ràng là nó phát sanh sẽ dĩ biết được á, người thiền sư biết được là tại vì nó đè một số cái phiền não. Nó quý tất cả nó lên nó đè gì, quý cha rá nó đè gì, bi tị nó đè gì, sọc khè cạch cái ta sẽ tăng nó đè cái gì, chỉ biết vậy thôi chứ làm sao biết giống như là trong pháp học được. Cái mình đang học đây là sự hiểu biết của Đức Phật, không phải hiểu biết của người đời ta viết ra. Mày nhớ khi Đức Phật dạy 84.000 pháp vững xong rồi, nó là một cái điều kiện mà phàm nhân không thể ấy được. Thành ra những cái nhà người ta hiểu, có trí tuệ nhiều hơn thì hiểu, người ta mới tóm tắt là một số cái điều kiện để cho người biết. Đó, người ta tóm tắt người đắc sơ thiền là như thế nào. Đó, thành ra mới có câu Bali cho mình hiểu là quý tất cả quý cha rá bi tị sụp đạt tại các ta sẽ tăng. Đó, làm đắc sơ thiền là vậy. Đó, hay là đắc sơ thiền mà còn đắc thêm sơ đạo nữa là quý tất cả quý cha lá bi tị sụt khệ cạch cái ta sẽ tăng và tham mắt cha ná sổ đa và tỷ mất cái trực tăng đó. Để mình biết là cái gì mình học được, khi nào mình đắc thì mình cũng thấy sơ sơ mấy cái đó thôi chứ không thấy được. Nhưng mà nếu mình ngồi mình có học rồi ngồi tính lại thì tính ra hết, nhưng mà trong lúc tích tắc đó, trong vòng một vài sát na mình thấy hết à. Cái đó là trí tuệ của Đức Phật, mình đừng tưởng mình cũng có loại trí tuệ đó là không có nên. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con kính tri ân ngài, con xin xuống bích giả đây cho cô Như Quỳnh. Cảm ơn ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ chúng con thành kính đảnh lễ những cái thắc mắc của Quỳnh Chánh Tâm. Dạ bây giờ Nhược Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ cảm ơn thịnh vụ cho Nhược Quỳnh biết được tín hiệu. Nhược Quỳnh thấy có bàn tay của cô ấy mình, hình như giờ cô rời rung rồi thì phải. Dạ, giờ không thấy bàn tay, cũng không thấy cô. Dạ cảm ơn Xích Hoa Nguyệt. Dạ kính mời đạo tràng, mời bàn tay quý vị và mời những câu hỏi ạ. Những câu chích chát thì Nhật Quỳnh xin phép được đọc. Dạ cảm ơn
Ban nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị ạ. À. Dạ, con không thấy bàn tay. Con cũng không thấy câu hỏi. Dạ, ngài cho con hỏi một câu. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị có những thắc mắc gì cứ việc đưa lên. Nhật Quỳnh xin gác câu hỏi Nhật Quỳnh lại. Nhật Quỳnh chỉ giúp cho đạo tràng liên tục thôi. Dạ, sa thú như cánh chim trời. Dạ, con xin đọc câu hỏi của như cánh chim trời. Bạch ngài, kính ngài giảng dạy ý nghĩa của chữ Anicca. Chúng con nên hiểu như thế nào cho đúng ạ? Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, giá kính bạch chư tôn hàng giả, thân thưa cho quý vị. Nghe chưa, anh nói cha đó, mình từ từ mình dịch là vô thường đó, là nó dựa vào cái pháp một số điều kiện trong trong pháp hành. Thành ra cái gì hỏi là muốn gì là phải hành tại đó. Thì nó hiểu chứ còn bây giờ chúng tôi giảng chúng tôi cũng không biết dùng những cái danh từ gì này ấy. Bởi vì cái người mà tùy theo cái cá tánh, tùy theo cái tiền nghiệp nữa, thành ra khi thấy danh sách mà nó sinh diệt đó, thì cái người đó là nó sanh mà nó không có ở lại mà nó phải diệt. Nó diệt rồi mà muốn nó diệt luôn là cũng không được, mà nó phải sanh trở lại. Tức là sự sanh diệt đối với cái người đó là gọi là Anicca, tức là nó không có thường còn. Có những người có tánh khác thì cũng thấy cái chỗ đó thôi, nhưng mà thấy là khổ, nó sanh rồi sao nó diệt vậy, nó khổ quá. Nhưng cũng có người thấy cái đó thôi, thấy cái chữ sinh diệt đó thôi, nhưng mà họ thấy là cái trạng thái này là không thể bắt buộc nó được, nên gọi vô ngã. Là tùy theo cá tánh của người đó, tùy theo tiền nghiệp người đó hành những cái pháp gì thì nó lên qua ba cái chữ đó, mình gọi là trạng thái đó. Trạng thái vô thường, trạng thái cô não, trạng thái vô ngã. Thì chiều vô thường tức là nó không có ở yên một chỗ, nó không chiều theo ý muốn của một ai. Mình muốn nó đứng chỗ cũng được, nó sanh là nó tự nó phải diệt. Mà nó diệt rồi, nếu chưa hết nhân duyên thì nó phải sanh lại, dựa theo một số nhân duyên, một số điều kiện. Diệt rồi nó sanh lại, nó sanh đi, nó diệt, sanh diệt, sanh diệt. Vô thủy vô chung đó. Thì mình cũng nên hiểu theo sự giải thích của chú giải vậy thôi, chứ câu hỏi nó như thế nào thì chúng tôi không biết được đâu trả lời. Nhớ cái thứ hai hồi nãy về cái gì không biết giờ còn trong rung hay không, nắng chiều mà ở liên quan tới cái gì gì đó, thấy có cái vị gì đó tu học Phật pháp có post lên đó. Ở đây tại vì cái chữ đó nhiều người ta dịch nó không có giống nhau nên chúng tôi mới muốn biết cái Bali là gì. Thì trong ngôn ngữ Bali nó có ba chữ mà cái nghĩa nó từng đó nó giống nhau. Thứ nhất là tâm sở tầm với tất cả. Thứ hai là tâm sở tắc ý là chê sà na, tâm sở tư đó. Thứ ba là tâm sở chú ý là má ná si ca đá. Thì là chúng tôi muốn cái gì nó nhớ mấy cái chữ đó, còn nó dịch như thế nào thì cái chuyện của họ thôi. Ở đây hồi xưa thì chúng tôi dịch là vậy đó, tâm sở tầm đó. Với tất cả là tầm, tác ý là chê tà na, mà chú ý là má ná si ca đá. Thì ba cái này đó, định nghĩa của nó đó, tâm sở tầm đó là pháp nâng tâm hướng về đối tượng. Còn tâm tư, tác ý là tâm sở tư đó, thì pháp có chủ chú tâm, có chủ tâm đến đối tượng. Và tâm sở chú ý là pháp quan tâm hay để tâm vào đối tượng. Thì trong chú giải đó họ thấy cái mà cái này nó có vẻ nó giống nhau thì họ mới có cái thí dụ để cho người mình hiểu rõ ràng hơn về ba cái tâm này theo pháp chân đế nó như vậy. Nhưng mà thấy như thế nào thì họ chú giải họ giải thích. Thí dụ theo cái sự đô thiền đó. Đô thiền thì tớ mà tác ý đó, tức là làm sở tư đó, chetana đó. Thì ví như người đứng đầu thiền,
có nhiệm vụ giật lấy cây cờ, nghĩa là chờ tới mục tiêu là giật cây cờ chờ chiến thắng thôi, chứ không có làm gì khác. Cái tạm thể chú ý là Manasikara đó, giống như người họ ví như người cầm lái, có nhiệm vụ làm cho thiền đi thẳng tới mục tiêu mà thôi. Nghĩa là ai làm gì làm biết, đi tới là phải giữ cho tạo đi ngay tới mục tiêu mà thôi. Cái thứ ba tâm sở tầm, thì ví như người chèo thuyền ở giữa, nhiệm vụ của họ là chỉ chèo thôi. Đó. Mấy người chèo giữa cái chèo, còn để cho thuyền đi tới trước thôi, còn nó đi như thế nào kệ nó, đi quẹo đi sao gì là do cái anh Manasikara, tức là người cầm lái, và cái anh đứng đầu đó, tức anh tâm sở tư, anh sở tác ý đó, là đứng đầu thì ở chợ khi nào mà tới nơi là nó chụp cái đèn để quan hô chiến thắng thôi, chứ nó không có làm gì khác. Thì bây giờ muốn hiểu ba cái tâm sở này như thế nào thì mình nên nghe theo cái thí dụ của chú giải và giải thích đó. Là người đứng đầu thiền giống như tâm sở tác ý, tức là tâm sở tư đó. Còn những người cầm lái thì là tâm sở Manasikara, tức là chú ý, và cái tâm sở tầm là người đứng giữa thiền, chèo ở giữa thiền. Hiểu vậy thì nó dễ hơn là mình giờ không biết nó là cái gì. Còn khi mà họ dịch như vậy, nó nhiều khi không biết lúc nào tác ý, lúc nào là chú ý, hay lúc nào thì chú ý gì đó, nó khó lắm. Nhớ ba cái chữ theo cái tiếng nào. Tiếng Bali cho chắc ăn. Tầm, tư, với Manasikara là chú ý, tầm tư chú ý thì cho nó dễ. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân ngài, con thấy nắng chiều, đã con kính tri ân sư rồi. Dạ, một lần nữa Dục Quỳnh kính mời bằng tay quý vị. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ. Thiền Vũ có câu hỏi không? Dạ, cảm ơn Quang Nguyệt. Thiền Vũ có câu hỏi không, Thiền Vũ? Dạ, kính mời đầu tràng. Mời quý vị có những câu hỏi ạ. Nam mô Bích Thai chá. Dạ, đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, Nhật Quỳnh thấy Nhật Quỳnh bị rớt nét rồi thì phải. Dạ, cảm ơn Ngọc Hân. Dạ, một lần, dạ, cảm ơn Thiền Vũ. Dạ, cảm ơn Thanh Hoàng, dạ, cảm ơn Quỳnh. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ. Dạ. Mời đạo tràng có thể đưa những câu hỏi hoặc có những câu chết chát ạ. Thì Nhật Quỳnh xin đọc. Nga đồng hồ Nhật Quỳnh cũng không còn được bao lâu nữa quý vị. Quý vị tranh thủ đi. Dạ, có thể đặt những câu hỏi hoặc có thể đưa bàn tay. Sa thú, mời Quỳnh Quang. Dạ, bạch ngài, con là Quang, con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức và kính chào đạo tràng. Dạ, con xin có hỏi một câu hỏi là gần đây thì con có coi một cái clip ở trên YouTube thì có thấy là ở bên Việt Nam đó, thành thử họ Chư Tăng đi bát, nhưng mà có những vị Phật tử ở các chùa đó, hầu hết thì con biết là con thấy thì ở chùa Nam Tông á, thưa bạch sư, thì họ để những cái tứ vật dụng họ để vào trong bát luôn, nhưng mà cái bát là để cho khách ngài để mà thọ thực phẩm, nhưng mà con thấy nó hơi phản cảm, là thấy nó kỳ quá. Bạch sư thì thấy nó như vậy thì họ làm, những cái Phật tử mà họ không biết như vậy đó, họ làm như vậy thì cái tội của họ như thế nào, thưa bạch sư? Mong ở trong room thì cũng có nhiều Phật tử ở Việt Nam ở bên này, thì bên này thì không có không có được cái nhân duyên là thấy các Phật Chư Tăng đi bát như bên Thái, bên Việt Nam. Thì con xin chỉ dạy cho thêm cho con và cũng cho các quý vị ở trong đạo tràng biết được thêm ạ. Dạ, con xin xuống nít. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tổ Bệ Hạ, kính thưa chư vị. Thực sự ra đó, mỗi xứ nó mỗi khác, tại vì ở Thái, ở Miến Điện là đa số ông sư cũng ăn trong bát. Nói cái bát là chỉ cái đựng ấy, cái gì khác là không có. Thành ra nếu mà có học trò thì nó xách theo cái dèm, mình gọi cái dèm
cái túi sách đó. Thì cái gì mà không phải là vật thực thì họ bỏ đi đó. Còn cái ông sư mà không có học trò đó, thì ông cũng tay ông bán tay cầm đó. Thành ra ở Thái ông Yến Địa mà mình không biết cách để bác, mình để nhiều khi mình tưởng ông không nhận. Tại vì thường ông thấy cái đó mà có lục cục cái gì đó là ông không có dở nó bác ra. Ông dở nó bác ra. Khi nào ông thấy vật thực thì họ mới dở ra nó bác. Bởi vì bây giờ thì thời này nó có bịch ni lông, người ta bỏ bịch ni lông rồi đỡ cho hồi mấy chục năm gì trước, hồi chúng ta ở đó là nó cũng bịch lông mít cái xài. Thành ra họ múc vậy đó. Họ múc cơm bỏ vô rồi cái gì bỏ tùm lum vô trong đó, rồi cái mình thấy vừa răng mình về về để mình quậy lên. Quậy lên giống như là nồi cháo cháo về, cháo lợn như. Rồi ăn thôi, ăn trong bát vậy đó. Nghĩa là không quen là ăn không được cái chứ không có không quen là ngồi nhìn đó mà than trời trách phận chứ không có đó tí nào đó. Còn sau này thì họ làm để trong những bịch bịch à, bịch bịch, thành ra họ thấy bịch đồ ăn thì họ nhận, họ không thấy bịch đồ ăn thì họ đưa cái dạ phía ra phía trước thì mình bỏ đó thôi. Còn ở Việt Nam làm gì chúng tôi không có biết, nhưng mà thường thường á, nếu mà biết cách á, thường thường ở đây thì mấy người học trò nó dạy hết, chứ còn không có không tôi dạy cho học trò biết là cái gì nên nhận mà cái gì thì phải nhận riêng, còn cái gì thì nên để ông sư nhận. Thì học trò đi ngang ngang với ông sư, nó thấy người ta nếu người ta dân vật thực, tức là cơm cá canh rồi đó, thì nó để cho ông sư nhận. Còn thí dụ người ta hộp đồ gì đó thì nó nhận. Thành ra thường thường đó là bên Thái đi bác họ ít có dân tiền lắm, không có. Tại họ biết ông sư là đi từ bình vậy là họ không có nhận. Đấy đó. Thường thường là họ muốn dân tịnh tài rồi này kia chồng đó, thì sau cái giờ đó hay họ rảnh buổi chiều buổi gì họ tới rồi vô họ hỏi pháp ông sư họ dân tịnh tài. Chứ còn giờ đi bác của ông sư họ ít có dân tịnh tài. Ngay cả bên Miến Điện cũng vậy. Giờ đi bác của ông sư là họ không có dân tịnh tài. Thành ra nó đỡ cho ông sư nhiều chuyện không phải lo. Tại vì rất nhiều ông sư với chúng tôi hồi ở Thái đâu học trò đâu, đâu có ai là học trò mình không quen ai. Nó đi vậy đó, là nhiều khi mình cũng phải bắt chước mấy ông thôi, thấy cái nào mà không có cần thiết là úp bát, chứ không có dở nó bát, không dở nó bát. Còn ở Việt Nam như thế nào thì chúng tôi không biết, tại từ lâu rồi chúng tôi không có sinh hoạt với các vị sư Việt Nam, đó không biết như thế nào thì cái đó chúng tôi không có rõ. Chứ mà mấy cái sứ bên kia thì nó ấy gì lắm. Sứ mà nó có những cái luật mà thí dụ ở trong Bangkok có là ông sư là 8 giờ là phải đi học rồi. Thành ra nó đi bác buổi sáng mà đi trễ 8 giờ còn cảnh sát nó vẫn hỏi giấy như thường, hỏi ông sư đó giấy tờ chứng tu đàng hoàng chứ không nó cho đi. Còn ở ngoài tỉnh ngoài thì có thể đi trễ hơn được chút. Nó đó tùy thể dùng. Chứ không phải là muốn đi giờ nào đi, ông sư muốn đi. Nhưng mà đôi khi cũng thấy nhiều ông sư đi bác, nhưng mà ông xin cái khác chứ không có xin việc thực. Thí dụ như ông đi thì mà dân Thái thì nó biết, còn không biết ở Việt Nam mà dân Việt Nam có biết không, chúng tôi có biết. Ông đi vậy đó thì có người, ông thấy người thì ông đứng lại hỏi ngài cần gì, thì ông nói đau mắt, cái thì họ chỉ là cái chỗ hoặc mà si đó, thì ông lại trước ông si ông đứng. Ông đứng thì trong đó anh ta cũng biết, ta ra hỏi ngài cần gì, nó bị đau mắt. Thì vô lấy thuốc nhỏ mắt ra dân vô bình bát, để vô bình bát ông sư. Tức là để những cái gì mà không phải vật thực thì sao có giờ cung. Giờ dân vô để đàng hoàng. Thì nó rất là nghĩa là có nhiều cái nó thấy bên đó nó làm rất là đẹp, chứ không có ngồi bưng tùm lum. Hay là nhiều khi chúng tôi coi mấy cái clip của thầy Diệu Quốc Sơn xong mà sư thầy ngồi tùm lum rất là nản, bên mấy nước kia không có đâu. Có. Còn nhiều khi họ muốn lâu lâu họ để giống như bác hội đó, họ cũng có làm, nhưng mà thường đó là họ mời ông sư tới để giống như là ấy thôi, nhưng mà ông sư không có nhận vậy đó. Thường bác hội vậy đó, thường họ mời tới đó rồi họ đãi cơm cho ông sư, cái đãi dân cơm xong rồi mới ra nhận. Thường là nhận những cái đồ mà cần thiết cho chùa đó. Thì dặn đầu thế chùa thì ông sư cũng ra, ông đứng,
ông ôm cái đó thì thôi, nhưng mà tất cả học trò nhận hết, nhận rồi cái chở hết về chùa, bỏ xe chở về chùa, chứ sau giờ từ sau giờ là ông sư không có được nhận gì đó, đó là luật của ông sư mà không được nhận. Thành ra có nhiều cái qua mấy sư đó phải biết, chứ còn mình không biết, nhiều khi mình lạng quạng không biết, tại sao chiều cũng thấy để bắt hội tới chưa tăng từ từ, cái đó là đồ hộp còn nước mắm nước muối rồi này kia, mấy mấy cái chùa mà nó có cái nhà bếp đó. Nhưng mà thường thường mấy chùa có nhà bếp thì không có dân, đa số chùa mình thấy nó không có nhà bếp. Cái gì chùa có nhà bếp là khi nào có tu nữ mấy người vô thọ tam bát giới đó, tam quy bát giới này kia chùa có nhà bếp, phía sau thì họ mới dân để cho, chứ có cần gì thì mấy người đó dùng thôi, chứ còn chứ tăng thường là đâu có được dùng buổi chiều đâu. Tới sáng cái dùng nhận được nhiêu là dùng hết thôi, chứ còn không có để dư. Là bữa nào lâu bữa nào đói thì ráng nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đói à vậy thôi, chứ là không phải được vui vẻ giống như ở mấy xứ khác. Nam mô Bích Thai vậy. Alo, Quỳnh Quang còn thắc mắc không? Thấy Quỳnh Quang một Phật rồi, vậy dạ, chắc Quỳnh tri ân Ngài rồi. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyễn. Dạ, con cũng kính tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của Quỳnh. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, bạch Ngài, con nghe Ngài nói là Ngài ở Quỳnh Thái. Từ vậy là cái đường nét của Quỳnh Quang không có ổn rồi. Dạ, ở Quỳnh Thái mấy chục năm về trước thì là như vậy, nhưng mà con ở bạch Ngài, con mới đi Thái năm ngoái thôi. Dạ, trước đây con có đi một lần rồi, nhưng mà con mới đi năm ngoái rồi thì cũng hoan hỷ lắm bạch Ngài, coi như là bây giờ thì chư tăng thì cũng đi bát sớm như Ngài nói, nhưng mà ở bên Thái thì mình có cơ hội đặt bát rất là dễ dàng. Dạ, có thức ăn bắt đầy hết. Con ở cái chùa đó thì coi như là dài theo dọc hai bên đường, rồi đường hẻm coi như từng ngõ đều có mà người ta bán thức ăn, người ta vô bịch cho mình hết. Dạ, thì tùy theo cái túi tiền mình mua. Rồi có lúc con không kịp đi ra mua gì thì con đặt bát bằng tiền đô, thì quý sư cũng nhận bạch Ngài. Và con thấy là quý sư cũng nhận bằng tiền đô. Và thì là bây giờ là con mới đi năm ngoái đó, là con thấy là như vậy đó. Dạ. Nên con nghe Ngài nói mấy chục năm về trước thì năm giờ năm ngoái thì con thấy như vậy. Dạ, bây giờ mời đạo tràng. Dạ, mời đạo tràng còn câu hỏi nào không? Dạ, Huynh Quang đã tri ân Ngài rồi. Dạ, Quỳnh còn câu hỏi không? Còn thắc mắc gì nữa không? Còn thắc mắc thì đưa bàn tay lên. Nha, nhờ Quỳnh đích. Rất cảm ơn những bàn tay của quý vị, cũng như rất là cảm ơn những câu chích chát. Không có câu hỏi là nhờ Quỳnh hỏi tiếp nha. Mất quyền lợi ráng chịu nha. Dạ, bạch Ngài, thí dụ như có những cái duyên sự ở trong kinh Pháp Cú. Dạ, cảm ơn nhờ Quỳnh rất là nhiều. Bây giờ còn cứu bầu nữa không? Nếu cứu bầu thì đưa bàn tay lên. Nhật Quỳnh xin nhận mít. Và trong những cái câu kinh Pháp Cú mà những cái dương sự ở bạch Ngài, thí dụ như hồi nãy Ngài nói cái câu số 1 đi. Dạ, thì là những cái dương sự trong cái bài kinh đó thì có phải là do chú giải nói về cái dương sự này ở nơi đâu mà Đức Phật đã nói ra không? Hay là do một nhà văn nào đó tưởng tượng ra viết lên những cái duyên sự đó bạch Ngài? Tại vì con có nghe được một chỗ là nói giảng về Pháp Cú, nhưng mà lại nói là ô cái ông nhà văn này ông tưởng tượng ra quá đi như thế này thế kia. Nhưng mà con chỉ nghe một lần thôi của một vị đó nói thôi, còn thường thì con hình dung cái này, con hình dung là chư tăng giảng duyên sự là do lời của Đức Phật nói ra cái duyên sự đó, thành ra có cái câu kệ đó, Ngài giảng giải dùng con
con phải hiểu sao cho đúng ạ. Con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bố Thà, gia kính bạch chư tổ này, gia kính thưa chư quý vị. Thường thường Đức Phật nói câu kệ, rồi có nhiều khi chư tăng hỏi, chư tăng hỏi duyên sự, thì ngài nói vắn tắt thôi, nó xảy ra từ đó vậy đó. Nhưng mà để viết thành bài dài vậy đó là chú giải, chú giải. Chứ ngài ở không đâu ngài nói vậy, thí dụ như chuyện tiền thân Đức Phật vậy. Ngài nói một hai câu ngắn ngắn vậy thôi. Nhưng mà cái tiền thân á, khi ngài nói ngắn vậy đó, nhưng mà mấy ông sư tò mò hỏi sao ngài cái chuyện đó là chưa làm sao sao. Thì ngài nói vậy thì sau này chú giải hay lùng lặt một số cái điều kiện đó, họ viết thành dài thành bài bản cho mình. Chứ ngài đâu có ở không đâu mà ngài nói vậy. Quý vị muốn biết như thế nào đó, quý vị đếm rồi vô trong cái tạng Bà Ly đó, quý vị coi đâu có bao nhiêu đâu, nghĩa là kinh, nghĩa là chuyện tiền thân thì toàn là Bà Ly không, chứ đâu có dài thòn giống như mình coi trong ấy đâu. Đa số là chú giải sau này giải thích, thì những cái điều giải thích đó là phần đông là do mấy sư ông hỏi duyên sự, thì ngài nói cái chuyện đó vậy đó. Bồ Tát hồi xưa là ai này kia ông sùng, ngài nói cái đó thì do ngài giải đáp thắc mắc cho mấy ông sư. Rồi từ đó nó mới ra chuyện dài, chứ còn nói dài, chứ còn nói cả này cái dài dài vậy đâu có ấy được, bởi vì nó liên quan tới đó. Thí dụ như hỏi cái chuyện câu chuyện tiền thân rồi liên quan tới Chặt Khúc Ba Lá đó, thì ông đi kinh hành, ông hành về mù mắt, rồi ông đi kinh hành đạp ấy đạp đồ, nó vô hỏi Đức Phật. Thì khi Đức Phật đó, Đức Phật mới nói sơ sơ về cái câu đó, rồi cần nói sơ sơ về cái tiền thân con này vậy. Chứ còn nếu mà ngài không giải thích thì thường nó mình phàm nhân mình nói vậy chắc là tại ông tinh tấn quá, ông đi tới lui riết ông mù kêu ông sùng. Nhưng mình đâu có biết trong chuyện tiền thân là ông ta phải nấu kêu bà gì đó, bà cái bà mùa bệnh mất à, không trả tiền gì ông sùng, rồi ông mới nói còn cái này uống vô thì hết hẳn đại khái vậy đó. Thì đó nó liên hệ tới một số cái vấn đề, nghĩa là thân khẩu ý không được trong sạch thì để cái đó, thì ngài chỉ nói sơ sơ cái đó, thì sau này chú giải dựa vào đó để viết cho nó đầy đủ. Chứ nếu ngài không nói thì làm sao biết vào thời đó Đức Phật là ai, Đức Phật hành Bồ Tát tên gì, ở đâu này kem chùm. Thành ra những cái chuyện tiền thân nào mà quý vị đọc hay là chú giải nào mà nói ở thời đó đó, ông này là ai, ta là ai, nếu mà có những cái gì cái chi tiết đó thì biết cái đó là cái Đức Phật có nói sơ qua về cái duyên sự. Còn nếu không thường là chú giải dựa theo một số cái điều kiện, nghĩa là mấy cái chuyện mà gần thì họ còn biết được, chứ còn nếu có chuyện mà tăng kỳ về trước thì đâu có biết được. Đừng nói là bốn a tăng kiện trong ngàn đại kiếp mà tới có hai mấy vị Phật thôi phải biết rồi. Một kiếp một giữa vị Phật này tới vị Phật kia nó lâu dữ lắm mà đâu có biết được. Thành ra có những cái là Đức Phật nó mới bí, còn có những cái là họ làm. Thành ra thường nhưng mà mình đọc có những cái chuyện đó mình mới thấy kinh Pháp Cú nãy, chứ giờ bắt học kinh Pháp Cú học theo giống như chúng tôi nói nãy, mình dựa vào chút xíu đó để mình thấy thật kinh pháp này kim sùm đó, là để cho cái mấy vị hồi xưa hồi tại Đức Phật nếu mà người ta trí tuệ ta cao siêu học cho nhanh, ta thắt cho nhanh chứ đâu có ở không. Nhưng mà mình giờ mình đọc thì mình đâu có biết thật kinh pháp là gì đâu, mình phải dùng những cái chuyện tiền thân này để mình ấy đọc cho nó vui rồi này kim sùm, chứ mình đâu có khả năng để biết cái đó. Nếu có khả năng đọc kinh Pháp Cú mà thấy thực tính pháp nó là cái này đã bao nhiêu chuyện đó, thì thấy khỏe quá rồi phải không? Nhưng mà mình chưa có đủ cái khả năng đó để mình làm đâu. Nam mô Bố Thầy. Sa thủ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ, con thấy hình như có bàn tay của ngài Chí Đức phải không? Không biết nữa. Dạ, có bàn tay vị nào đưa lên không? Dạ, Nhật Bình thấy chớp một cái. Nhật Bình không biết có vị nào. Nhật Bình có giật bích của vị nào không? Thì cho Nhật Bình biết để Nhật Bình nhường mít ạ. Dạ, cảm ơn Nắng Chiều. Dạ, cảm ơn Hoàng Việt. Dạ, Thiện Vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ.
Kính mời đạo tràng, đồng hồ Nhật Bình còn có mấy phút nữa hả quý vị ơi? Kính mời quý vị. À, kính mời Minh Vàng nha. Dạ bạch ngài, con xin muốn hỏi thêm là một câu hỏi nữa, là con có nghe nói là một vị sa di bị mù thì không thể nào mà tu lên làm tỳ khưu được. Con biết đó là cái người lạc vô nhân, nhưng mà bạch ngài xin ngài hoan hỷ thì chỉ dạy thêm dùm cho con với đạo tràng là về những cái tại sao mà Đức Phật cấm chế như vậy. Dạ con xin nhường mic lại cho ngài. Nam mô Bất Thà Giá, kính bạch chư tổ ngài, dạ kính thưa chủ vị, người bị mù thì không thể tu được, dầu sa di hay tỳ kheo thì cũng không được tu. Nhưng mà khi tu rồi nó bị mù hay gì thì Đức Phật không có đuổi ra, cũng không có bắt hoàn tục. Nhưng mà nếu mà bị ở ngoài rồi đó, dầu bị dưới trường hợp nào thì cũng không có được tu. Lý do vào thời Đức Phật không có vụ nấu ăn, mà tối ngày ôm mình bác đi mà tình mù thì ai mà lo ôm bác đi sao được. Đó. Nhưng mà thường thường còn mình vô mình tu thời gian sau mà mình mù có nhiều cái gì mà hành quá rồi thức đêm nhiều quá mù rồi, tại lúc đó ít nhất cũng còn có được học trò hay là có những người ta hộ độ, lỡ có bị vậy mà không muốn hoàn tục thì vẫn người hộ độ được. Còn mình mới vô khi không ở ngoài bị về vô mình tu mình đâu có người nào hộ độ hay gì đâu, sao đi thì mình để kiếm cơm được. Ông sư là thường thường là thì mình để kiếm mấy vật thực vật đồ. Cái khổ của ông sư là lên tiến sinh không có được, nói xa nói gần đến tay dân đoạn cũng không có được. Mà ông sư mà nói tôi cần cái này rồi cái Phật tử đem tới dân rồi, ông sư phải đem cái đồ đó dục đi chứ không được xài. Bất cứ đó là cái gì ông sư lên tiến sinh không có được. Ông sư là sinh là sinh bằng cái thân chứ không sinh bằng cái miệng. Ông là nhớ chuyện đó, ông sư sinh bằng cái thân. Thân là như thế nào? Mình ôm mình bác mình đi để người ta biết, người ta cho. Chứ còn trên cái miệng là mình vô mình lên tiếng mình nói này nọ không có được, bởi vì ông sư anh khổ vậy đó. Thành ra tỳ kheo là người đi sinh mà có giới, có giới nhất là cái giới khẩu. Nói bữa trước ăn cái món này nó bị bệnh, là có cái người ta nấu món khác ta đưa vô cái tôi ăn tôi hết bệnh, nói về cái người ta nghe ta hiểu, người ta nấu người ta đem lại cho mình ăn cũng được. Vì nhớ ngày xã đi vượt tạ không, ngày bị bệnh đó, cái ngày xã mốt là ná, tức là người có thần thông đó. Ngày hỏi hồi xưa sư huynh ở nhà thừa bệnh như là gì thì ngài sẽ được cho ngài chỉ trả lời cho ngài mất cái lan á thôi. Ở nhà xưa mẹ tôi nấu cơm đầy hồ hoa gì đó cho tôi ăn thì hết. Thì hai người nói cái nhiều rồi chứ không có việc đó. Thì ông chư thiên ông ở cái cốc của ngài nghe vậy không báo mộng cho cái gia đình hàng xóm mà nói vậy đó, báo mộng là ông đó ngài sẽ được tạ ngày bệnh, ngài cần cái loại đó ăn hết bệnh. Cái ta đem mua đồ ta nấu sáng làm sao bếp ngày mất lên là nó đi thì bệnh, thì cái gia đình đó đem ra dân cái họ đem ngày mất lên nó đem đồ về nói có món này huynh ăn vô là hết bệnh, thì đưa cái món đó là thì ngài sẽ đưa tạ nghĩ tại hồi hôm mình lên tiếng mình lỡ nói với mà thành đôi người ta mới có người ta biết ta mới nấu nè, là mình giống như là mình mở miệng mình nói xa nói gần để cho người ta dân ngày không ăn luôn đó. Chứ cái đó là bậc thánh đó. Chứ còn giống như chúng tôi thì quốc tuốt bởi vì đừng có thắc mắc gì đó. Mình không quay bậc thánh là có gì giờ miệng là quốc hết, còn cái bậc thánh không có đâu, chỉ cần chút xíu vậy thôi mà người ta vẫn không có, không muốn làm cho cái khẩu nghiệp của họ được không được trong sạch. Thành ra cái gì mà đắc thánh nó phải có cái điều hơn người là vậy đó. Chứ đâu có ấy đâu. Thành ra Nam mô Bất Thà Giá, kính bạch chư tổ hiền, giả kính thưa chư trần sinh đạo Phật tử, trong đạo tràng tất cả phước báo nào phát sinh do pháp thoại trong ngày hôm nay
Xin hãy làm mối duyên lành để tất cả chư tôn vị giả cùng hành sinh an vui sinh nữ có cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngổn ngầm nội tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bất Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sẵn Cà Giá, Nam mô Rát Tà Nát Tà Giá Sa. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông đã từ bi hoan hỷ trả lời những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con tiến gần với lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài và chúng con cũng kính dâng quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với quý Ngài, nhất là Ngài Liễu Tông. Mong rằng phước này trợ duyên quý Ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha Giá, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ trở lại đạo tràng chúng con sám hối. Sau khi chúng con sám hối, cung thỉnh Ngài chúc phúc cho đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá, kính mời đạo tràng cùng giới nhục bình sám hối sau khi thính pháp. Con rồi không biết tại sao ruột tam ang ghe nào quan đề hàng ba đã phạm sung và ruột tam ang buột thề vô và đi tàu đâu sau buột thô khăm mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ. Vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh, các tội lỗi con mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uột tam ăn ghê na quanh đê hăng ba đà phẳng xung và ruột tam ăn con xin sám hối đạo tràng. Bữa nay đường nét con nó lu bu quá. Uột tam ăn ghê na quanh đê hăng thầm anh chết đức quý thăng và răng thầm mê vô khả lì tẩu đô sâu thầm mô cà mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Những tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uột tam ăn ghê na quanh đê hăng sang khanh cha đưa quy thoát tam ăn sang khê vô khá lý tổ đô sâu sang khô khả mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Dạ, con cung thỉnh Ngài chúc phúc cho đạo tràng. Con kính dâng bích đến Ngài. Sắc tòa bụt tha ra ta năng ô sạc thăng ô tập măng quá răng hi tăng đê quá mạ nô sạ năng bụt tha tê chê na sô thi na na san tu vật đa hoa sâm bê đục khá vụ bát sâm bên tu tê sạ cật tòa. Thầm mạ ra ta năng ô sạc thăng ô tập măng quá răng bà rì la hu bát sâm mạ năng thầm mạ tê chê na sô thi na na san tu vật đa hoa sạc bê phát gia vụ bát sâm bên tu tê sạ cật tòa. Sang kha ra ta năng ô sát thăng ô tam măng quá răng a hu nay yang ba hu nay yang sang kha tê chê na sô thi na na san tu bạc đa hoa sạp bê rô ga vu bá sạp men. Tụ tê nguyện cầu ý đức Phật báo, nguyện cầu ý đức Pháp báo, nguyện cầu ý đức Tăng báo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mối xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Sập về Bụt Đà Bà La Bà Ta Bà Chê Ca Nanh Chá Văn Bà Lăng Ra Hành Ta Nanh Ta Tê Chê Na Rạc Khẳng Văn Tha Mi Sâm Pá Sô Sập về Thâm Mam. Bà lâm bà ta bà chê ca nan chá yăng bà lăng ra hành tan thá tê chê na rạc khẳng phanh tha vi sâm bá sô sâm bê sang khá ham. Bà lâm bà ta bà chê ca nan chá yăng bà lăng ra hành tan nan thá tê chê na rạc khẳng phanh tha mi sâm bá sô sinh chi thiên
quan hệ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hỗ trì chúng sanh. Những lời tu giá hạnh bố thí và tham thiền xin oai lực vô biên chư toàn giác độc giác và thịnh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ rung Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc.